quan phủ phân phối vợ, cái này cần chọn. Giới thiệu vắng tắt. Đi tới dị thế giới Đại Long Hoàng Triều, bắt đầu quan phủ liền phân phối mụi tử, để tuyển làm vợ. Bàn đại eo tròn, hảo sinh dưỡng có thể làm việc ăn ngon, dáng người thon thả dĩ nhiên không ai muốn, bị người ghét bỏ. Đối mặt với tình huống này, là một thanh niên tốt hiện đại, làm sao có thể khoan dung. Tay vương ra chậm rãi nắm lấy, Lâm Phàm nói tôi cho cô ấy một gia đình. Một, bắt đầu quan phủ liền để tuyển con dâu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thiết trụ hắn hoa, thiết trụ hắn hoa. Sáng sớm, Lâm Phàm bị một tiếng kêu đánh thức. Nhìn loan lỗ thổ gạch tường, còn có nhà chỉ có bốn bức tường nhà, hắn lần nữa xác nhận, chính mình thật xuyên qua, đi tới một cái xa là gì thế giới, cũng không phải nằm mơ. Ai? Mặc dù đã đến thế giới này vài ngày nhưng nhìn thấy bức tường đều lọc gió lâm phàm vẫn không ngừng thở dài hắn vốn là một cái hiện đại ngũ hảo thiếu niên mỗi ngày có ăn có uống nhàn hạ còn có thể hẹn mùi tử mở hát chơi đùa trò chơi mặc dù không tính tốt lắm nhưng cũng không có nhiều kém nhưng một lần thức đêm chơi trò chơi sau khi ngủ trên bàn máy tính không hiểu sao lại xuyên qua kỳ diệu đến một thế giới giống như thời cổ đại so sánh với hạnh phúc hiện đại ở chỗ này hắn liền bi thương lúc mẫu thân sinh hắn khó sinh phụ thân là một lão ngoan cố truyền thống trực tiếp bảo tiểu hai năm trước phụ thân lên núi đốn củi không cẩn thận rơi vào khe núi nhìn không được hai ngày cũng đi bây giờ cả nhà chỉ có một đứa con duy nhất vừa mới qua quán quân của hắn về phần gia sản chỉ có căn phòng gạch thô này cộng thêm một cái sân coi như rộng rãi cha mẹ đều mất trong nhà có phòng thoạt nhìn đây là một khuôn mẫu nhân vật chính nhưng trên thực tế sắp hết gạo cho vào nồi rồi nghĩ đến đây anh lại thở dài trò chơi thức khuya không được vui lòng sắp xếp thời gian chơi hợp lý sao vậy chú vương lâm phàm đứng dậy mặc quần áo phức tạp đẩy cửa đi ra ngoài cửa đã đến rồi cuộc sống nên trôi qua vẫn phải trôi qua cũng không thể tự sát chứ bên ngoài sân là một người đàn ông trung niên cao gầy vừa rồi chính là hắn đang gào thét mau thu thập một chút theo ta đi cửa thôn hôm nay là quan phủ phát nương tử ngày vân nương lập tức dẫn người tới nhanh theo ta đi chọn nương tử nam tử trung niên cao gầy quát lên quan phủ phát nương tử khi nghe được lời nói của đối phương ánh mắt lâm phàm đột nhiên sáng lên hắn hiện tại vị trí địa phương là một cái gọi đại long vương triều địa phương bởi vì nhiều năm đối ngoại chiến tranh bách tính cuộc sống trôi qua rất khổ thuế má phi thường nặng nhưng có một phúc lợi đó chính là vì nhân khẩu tăng trưởng quan phủ sẽ phát vợ cho nam tử độc thân nhấn vào đây cũng chính là bạn nối khố nương tử loại chuyện tốt này ở hiện đại cũng chỉ ngẫm lại có thể không có khả năng thực hiện nhưng ở chỗ này lại thực hiện hơn nữa còn là chân tài thực liệu không nói hai lời Lâm Phạm nhanh chóng thu dọn một phen, cơm cũng không có ăn một miếng, liền cùng đối phương đi tới cửa thôn. Vị trí cửa làng Đã có hai người đang chờ. Đều là hán tử da đen gầy gò, vóc dáng cũng không cao, làn da bầm 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 bầm, vừa nhìn đã biết là một tay trồng trọt giỏi, lúc này mắt nhìn đường đất bên ngoài thôn. So với hán tử sớm xuống đất đào thức ăn, Lâm Phạm hiển nhiên phong thần như ngọc rất nhiều, bởi vì là con một trong nhà, hơn nữa đánh tiểu thể yếu nhiều bệnh lão phụ cũng không để cho hắn làm qua việc gì thậm chí cho nó đọc sách vài năm cũng là bởi vì điểm ấy khi hắn đứng trong đội ngũ rất có ý tứ hạt giữa bầy gà trong sự chờ đợi này cuối đường đất có một đoàn người chậm rãi đi tới dẫn đầu chính là một tự nương bán lão mặc váy dài áo đỏ vui mừng tay cầm quạt cung đi đường lắc lư cái mông to vẻ mặt chân thành thoạt nhìn hương vị mười phần. Đây chính là vân nương trong miệng vương thúc, phụ trách phái thả vợ. Đằng sau cô ấy, đi theo năm nữ tử thanh xuân, trên mặt mỗi người mang theo chờ mong cùng thấp thỏm. Phía trước hai cái eo to, điển hình của nữ hảo hán nông thôn, hảo sinh dưỡng có thể làm việc. Nhưng ba người phía sau, nhưng lại có một bộ dáng khác. Không chỉ lớn lên trắng nõn xinh đẹp, còn dáng người thước tha, eo liễu dịu dàng nắm chặt mặc dù mặc áo vải gai. Nhưng vốn liếng ngạo nhân kia lại không có bị che giấu. Đậu má. Còn có loại hàng tốt này. Lâm Phạm cho rằng phái phát vợ cũng giống như hiện đại phát bảo hiểm thấp, là một ít dưa leo nước táo không ai muốn, để cho bọn họ những người nghèo khổ này tiếp bàn. Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới. Trong đó lại có cực phẩm. Hơn nữa còn là ba. Vân Nương, các ngươi đã tính rồi nam tử trung niên được lâm phàm gọi là vương thúc mang theo nụ cười nghênh đón đội ngũ ừ trên đường có việc chậm trễ xin lỗi vương lý trưởng vân nương cười cười thản nhiên trả lời tuy rằng tuổi không nhỏ nhưng phong vận mười phần vương thúc cười ha ha lớn tiếng nói một câu không sao được rồi nói ngắn gọn thời gian trì hoãn không ít bắt đầu chọn trước đi vân nương nhẹ nhàng quạt trên tay nhìn đám người lâm phàm đây là hán tử vừa độ tuổi của thôn các ngươi sao so với năm ngoái ít hơn ừ năm nay chỉ có ba người bọn họ chú vương cười cười gật đầu được rồi vậy thì chọn đi vân nương cũng gật gật đầu tiếp theo phân phó năm nữ tử tiến lên khi nhìn thấy ba cái thân thể thước tha hoàn toàn khác hẳn thôn phụ nữ nữ tử hai cái đồng dạng tuyển nương tử hắc hán tử ánh mắt đều thẳng đều mang theo khát vọng nhưng nhìn eo ba nàng dịu dàng nắm chặt, còn có cánh tay mảnh khảnh, bọn họ cuối cùng vẫn cắn răng quay đầu, chỉ về phía hai nữ tử thể trạng to lớn khác. Đại Long tuy rằng làm vợ, nhưng phải nộp thuế đầu người, mỗi người nhiều hơn, sẽ phải nộp thêm một phần thuế. Người trong nhà càng nhiều, giao càng nhiều. Dưới áp lực của quan phủ, ngoại trừ người chết, đều phải nộp thuế. Không ai có thể ngoại lệ. Thời đại này, dân chúng sống cũng khó nếu chọn một cái vai không thể kháng thắt lưng không thể gánh trở về bọn họ những thứ này vốn là gian nan cầu tồn khổ ha ha cứ chờ chết đi giữa cuộc sống và người đẹp con người chỉ có thể lựa chọn sống trước hai cái thích hợp được chọn ba cái còn lại đều là không thích hợp lý trưởng vương thúc nhìn thấy ba nữ cũng nhíu mày nói với vân nương chỉ có ba người bọn họ sao còn có người nào khác không cháu trai ta sức yếu trong nhà không nuôi nổi người rảnh rỗi. Lời này đều là hàm súc. Từ khi cha già của Lâm Phàm qua đời, Lâm Phàm đều không thể sống nổi nữa. Nếu lại có người rảnh rỗi, cả nhà đều phải chết đói. Hơn nữa chết đói còn chưa tính, còn có thể được giải thoát. Sợ là sợ không nộp nổi thuế đầu người. Ở Darion, trừng phạt không nộp nổi thuế đầu người, nhưng vô cùng khủng bố nam trực tiếp đánh vào nô tịch xung quân. Nữ bán vào thanh lâu trở thành kỹ nữ, tạo nguồn thu nhập cho quốc gia. Dùng lời của quan phủ. Đại Long không nuôi người không có giá trị. Đây cũng không phải là nói mà thôi, coi như là hoàng đế chính mình, đều phải nộp thuế đầu người. Vương Lý Trường nói xong. Vân Nương còn chưa nói gì, ba nữ còn lại lại nóng nảy. Nơi này là các nàng hôm nay chuyến cuối cùng, trước đó các nàng đã không được chọn vô số lần. Nếu hôm nay vẫn không chọn các nàng, các nàng sẽ bị đánh lên nhãn hiệu không có giá trị đối với Đại Long, mạnh mẽ bán vào thanh lâu, vì Đại Long mở nguồn thu nhập. Làm nữ tử đứng đắn, Bị bán vào thanh lâu tiếp khách. Cái này so với giết các nàng còn khó chịu hơn. Nhưng thực tế cho dù tự sát các nàng cũng không dám, bởi vì các nàng nếu dám tự sát, những người khác trong nhà sẽ bị liên lụy, nằm xung quân, nữ bán vào thanh lâu cho nên biện pháp duy nhất chính là đem mình gã đi nếu không vận mệnh bi thảm công tử chọn ta ta cái gì cũng có thể làm cái gì cũng nghe lời ngươi công tử vẫn chọn ta ta cái gì cũng có thể làm hơn nữa ăn còn ít công tử tam nữ tranh nhau chen lấn sợ mình không được chọn trở thành nữ tử thanh lâu cái này lâm phạm nhất thời không nói gì trước đây loại nữ tử chất lượng này đừng nói cướp đưa tới cửa, coi như là cầu cũng cầu không được. Nhưng bây giờ, đối phương lại tranh nhau chen lấn, tìm thư uyển các loại hứa hẹn, còn kém quỳ xuống với hắn. Thậm chí nếu như hắn muốn, đối phương tuyệt đối sẽ quỳ xuống cho hắn, vẫn mong to khóc cầu. Đều làm gì? Đều làm gì? Trở về đứng vững cho lão nương. Vân nương lạnh mặt quát mắng, hai nha dịch đi theo áp trận phía sau, lại rút đao bá bá tam nữ thấy sắc mặt trắng bệt, sợ tới mức khúng núng không dám lên tiếng. Nhưng hai mắt đẫm lệ đáng thương, vẫn nhìn lâm phàm, trong mắt mang theo cầu xin. Tốt lắm, ngươi mau chọn đi, năm nay chỉ có nhóm này, không có gì khác. Vân Nương an bài tam nữ, liền một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười nhìn lâm phàm nói. Nhưng lâm phàm lại nhất thời trầm mặt. Đối mặt ba nữ cầu xin, hắn tự nhiên muốn toàn bộ cứu các nàng thoát ly bể khổ nhưng thuế đầu người của đại long hắn cũng biết lấy tình huống hiện tại của hắn muốn nuôi sống chính mình cũng khó thêm ba cái nữa tuyệt đối là sung quân mệnh đại long không cự tuyệt ngươi chọn nhiều vợ thậm chí ước gì ngươi chọn nhiều bởi vì chọn càng nhiều thuế đầu người phải nộp càng nhiều cũng không đơn giản là giao ba người bình thường là được mà là phải dựa theo tỷ lệ chồng lên nhau ba người vợ tuyệt đối không chỉ có ba người nộp thuế đầu người. đây là nhằm vào người giàu có, chuyên môn nhổ lông cừu của những phú hộ và sĩ thân kia. bất quá coi như là của cải giàu có phú hộ cũng gánh không nổi phương thức này đầu người thuế chồng lên nhau. có thể làm nam nhi tốt hiện đại, không thể thấy tiểu tỷ tỷ rơi lệ a. À. và hắn thật sự muốn tất cả. sao nào? len ken. kiểm tra đo lường được ký chủ khó xử tương xứng hệ thống bắt đầu kích hoạt, cưới vợ làm giàu, nhiều con nhiều phúc hệ thống chính thức vì ký chủ phục vụ. hai Ta muốn hết Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hệ thống Đối với hệ thống đột nhiên đến, Lâm Phàm kinh ngạc nhưng không ngoài ý muốn. Như kẻ xuyên Việt Hệ thống có thể nói là tiêu chuẩn. Bất quá cái này cưới vợ làm giàu, nhiều con nhiều phúc hệ thống, lại để cho hắn có chút không hiểu. Động tích cưới vợ sinh con còn có thể làm giàu. Len Ken Bản hệ thống vì ký chủ lượng thân chế tạo, thỉnh ký chủ không nên hoài nghi hệ thống năng lực. Ờ à a à, còn rất thông minh. Lâm Phạm nghe vậy có chút muốn cười. So với những hệ thống cao lãnh khác, hắn lại tri kỷ cùng trí năng không ít. Vậy được, nói một chút công hiệu của ngươi đi. Lâm Phạm ở trong đầu dùng ý tứ nói. Hệ thống không bị nhiễu. Nghe được mệnh lệnh này, lập tức truyền ra một luồng tin tức thông tin này không hề phức tạp không lâu sau lâm phàm đại khái hiểu rõ công hiệu của hệ thống mình giống như tên của hệ thống hắn thật sự có thể lấy vợ làm giàu con cháu càng nhiều phúc khí cũng lại càng nhiều chỉ cần lấy vợ có thể đạt được các loại khen thưởng từ tiền tài trực tiếp nhất đến các loại kỹ năng và vật phẩm có thể làm giàu sinh con càng là có thể được khí vận gia trì số lượng đủ nhiều, ra cửa đều có thể nhặt được tiền. Hơn nữa gặp giữ hóa lành. Chuyện tốt toàn bộ bị hắn gặp gỡ, mà chuyện xấu đều sẽ rời xa. Coi như là gặp gỡ. Đều có thể biến nguy thành an, thậm chí biến thành chuyện tốt. Cái này cũng rất trâu bò. Trong xã hội hiện đại, yêu cầu hệ thống như vậy có thể còn có độ khó không nhỏ. Dù sao hiện đại phân phối theo lượng, cũng không thể cưới nhiều nhưng ở vương triều Đại Long. Đây chính là triệt đầu triệt đuôi chuyện tốt. Ba Mỹ kiều nương trước mắt này, không khóc chíp chíp chờ mình cưới sao. Lúc trước là băng khoăn không nộp nổi thuế đầu người. Nhưng có hệ thống. Còn phải lo lắng chuyện này sao? Nếu là ngay cả cái này đều không giải quyết được, cái này hệ thống cũng phế đi, lâm phạm cái này người xuyên Việt, vẫn là thanh thản ổn định đi biên cảnh xung quân được, chết sớm sớm đầu thai. Tiểu tử, đang suy nghĩ gì vậy, mau chọn đi, không chọn thì sang năm. Vân Nương thúc giục lời nói truyền đến, đem Lâm Phàm từ trong suy nghĩ kéo ra. Thiết trụ hắn qua, nhóm này không phải rất tốt, nếu không ngươi chờ sang năm đi. Vương Lý Trường vào lúc này cũng mở miệng, hắn hiểu rõ nhất tình huống nhà Lâm Phàm chọn nương tử như vậy đi qua, lần sau nộp thuế đầu người, rất có thể sẽ bị kéo đi xung quân. Hắn cùng Lâm Phàm phụ thân hắn Lâm Thiết Trụ là quan hệ không tệ, từ nhỏ nhìn Lâm Phạm lớn lên, tự nhiên không hy vọng chính mình mất đi lão bằng hữu duy nhất con nối giỏi, trở thành xung quân số mệnh. Nếu là trước đó, Lâm Phạm thật đúng là có thể nghe lời khuyên. Nhưng bây giờ, Lâm Phạm cười cười, trực tiếp nhìn Vân Nương mở miệng hỏi. Vân Nương đại tỷ tỷ, ta có thể chọn tất cả không? Tất cả đều chọn. Vân Nương nghe vậy sửng sốt tại chỗ. Người điên rồi sao? Vương Lý Trường càng trừng to mắt. Hai hát hán tử bên cạnh chọn vợ, đồng dạng khó có thể tin nhìn Lâm Phàm. Không điên đâu. Dám nói ra lời như vậy. Chọn ba cô gái điều này đúng là có thể, tất cả dân chúng Đại Long đều có quyền lợi này. Nhưng thuế đầu người mà ba nương tử phải nộp, cho dù là phú hộ bình thường cũng không gánh nổi. Với tình trạng đồ đệ của Lâm Phàm, chọn một người trở về cũng quá sức. Ba đây là muốn chết có thể không lâm phàm không để ý tới phản ứng của mọi người tình huống hiện tại của hắn chọn một cùng ba cái không có khác nhau nếu hệ thống không hoạt động hắn chính là chọn một người cũng không nộp nổi thuế đầu người đơn giản bất cứ giá nào hơn nữa ba mỹ nương tử nũng nịu đáng thương như thế hắn là một nam nhi nhiệt tình làm sao có thể nhẫn tâm không cho đối phương một gia đình đáng tin cậy a à? không có đức mẹ nào cả thảo nam nhi chính là muốn dám liều mạng anh thật sự muốn chọn tất cả vân nương có chút chần chờ xác nhận ba em gái vốn đáng thương lúc này cũng ngơ ngác nhìn các nàng nghĩ tới lâm phàm sẽ chọn người nào đó trong các nàng nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên là toàn bộ tuyển đúng chọn hết vẻ mặt lâm phàm kiên định có thể vân nương gật đầu trả lời chúng ta đại long không cự tuyệt nhiều tuyển nhưng không thể không nhắc nhở ngươi nếu là ngươi tuyển ba cái nương tử cũng không phải là giao ba người đầu người thuế là được là cần chồng lên cái này tôi biết lâm phàm gật đầu tỏ vẻ hiểu biết ngươi còn chọn ba cái hồ đồ vương lý trường phẫn nộ quát mắng ánh mắt nhìn về phía lâm phàm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lâm phàm đối với việc này có chút bất đắc dĩ nhưng lại không thể giải thích như thế nào cũng không thể nói tôi lấy vợ làm giàu phải không? Cái này đừng bị đánh dấu là dị loại, kéo đến cửa chợ đốt nha. Vân Nương lần nữa mở miệng nói. Nếu ngươi đã biết, ta đây cũng không nhiều lời, hôn thư ta đã mang đến, nếu như không có dị nghị, liền ở phía trên đồng ý đi, về sau các nàng ba người chính là nương tử của ngươi. Quan phủ phân phối vợ. Không có nhiều khuôn sáo. Hôn thư gì gì đó đều là mang tốt, chọn ở hôn thư về cái ác, hai người coi như thành tại chỗ mang vợ về nhà vào động phòng cái gì tiệt rượu các loại không tồn tại ngoại trừ phú hộ cưới vợ có thể sẽ lo liệu một phen dân chúng bình thường đều không có những nữ tử phải phân phối này ra ngoài cũng mang theo vật phẩm của mình gánh nặng phía sau treo chính là gia sản của các nàng phân phối đến nhà chồng ngay cả nhà cũng không cần trở về không thể không nói điểm ấy cũng rất nhân tính hóa Lâm Phạm đáp một câu, liền tiến lên chuẩn bị ký kết hôn thư. Vương Lý Trưởng bối này thấy vậy, liền định ngăn lại lần nữa. Nhưng Vân Nương phụ trách phân phối, lại đem ánh mắt nhìn ngang qua. Nương tử phân phối thỏa đáng xong, đây là thành tích nghề nghiệp Vân Nương của nàng, tuy rằng phân không hết có thể đưa thanh lâu, nhưng đó là lựa chọn chuẩn bị, truy cứu sẽ khấu trừ thành tích. Hiện tại có người nguyện ý tiếp bàn toàn bộ, đây đối với nàng mà nói là chuyện tốt khuyên nhủ bình thường còn chưa tính mạnh mẽ ngăn cản cái kia một cái ngăn cản triều đình chính lệnh chấp hành tội danh là tuyệt đối chạy không thoát tìm thư uyển vê đúc vê đúc chấm giao su sinh vương lý trường thấy vậy cũng chỉ có thể cắn răng dừng động tác một tiếng thở dài cuối cùng thôi tùy đi thôi hắn thở dài lắc đầu liền xoay người trở về thôn không có mắt nhìn nữa không ai ngăn cản Lâm Phạm thuận lợi đặt cược vào hôn thư. Một lần nhấn ba bản. Mà hệ thống nhắc nhở âm cũng vang lên ba lần. Len Ken. Chúc mừng ký chủ thành công cưới vợ, đạt được ban thưởng sinh long hoặc hổ đan. Len Ken. Chúc mừng ký chủ thành công cưới vợ, đạt được khen thưởng mãn cấp thợ rèn thuật. Len Ken. Chúc mừng ký chủ thành công cưới vợ, đạt được khen thưởng lên núi đánh lão hổ quyền pháp liên tiếp vang lên ba lần nhắc nhở khen thưởng mỗi một dạng đều là kỹ năng hoặc vật phẩm có thể làm giàu mà lâm phàm nghe được nhắc nhở này cũng lộ ra nụ cười hiểu ý bất quá bây giờ không phải lúc lĩnh thưởng trước tiên mang ba cô nương xinh đẹp về nhà trước đi thôi nương tử theo ta về nhà lâm phàm lần đầu tiên cùng ba nữ nói chuyện vừa mở miệng chính là dẫn về nhà mở miệng liền gọi về nhà điều này ở thời hiện đại tuyệt đối không dám nghĩ tới nhưng tam nữ lại không có cự tuyệt nghe vậy nhu thuận đi theo phía sau trên mặt còn mang theo cảm kích mặc kệ lần sau nộp thuế lúc lâm phàm có thể hay không nộp lên đầu người thuế ít nhất ở hiện tại các nàng không cần bị mang đi thanh lâu hơn nữa lâm phàm tướng mạo cũng phù hợp các nàng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn so sánh với những kia thảo hán tử không biết tốt hơn bao nhiêu còn không ghét bỏ các nàng bất kể sau này thế nào ít nhất bây giờ nó đáng giá trong lòng đều nhận định lâm phàm là phu quân của các nàng điều này có vẻ lố bịch trong thời hiện đại nhưng lại rất bình thường ở darion ba cưới vợ ban thưởng bạn đang nghe tại truyện chấm audio nhà lâm phàm ở rìa thôn chung quanh chỉ có một hộ nhà hắn sở dĩ như thế thứ nhất là bởi vì lâm phàm cha hắn là một cái ngoại lai hộ chạy nạn tới nơi này thứ hai vẫn là lâm phàm cha hắn bởi vì là cái thợ rèn bình thường cần gõ gõ đánh cách những nhà khác quá gần sẽ ảnh hưởng người khác làm việc và nghỉ ngơi an gia lúc liền chọn thôn biên giới bên cửa có một dòng suối nhỏ chảy qua bốn phía mọc đầy các loại hoa dại thoạt nhìn chim hót hoa thơm nhưng mặc kệ hoàn cảnh bên ngoài như thế nào nhà chỉ có bốn bức tường này là không cách nào che giấu được ba nữ nhìn thấy tình huống nhà chồng vẻ mặt đều trắng bệch bất quá rất nhanh lại cắn răng kiên định lâm phàm kỳ thật một mực chú ý lấy ba nữ khi nhìn thấy các nàng phản ứng cũng là khẽ gật đầu hệ thống đáng tin cậy nuôi sống gia đình không bao giờ là vấn đề liền xem vợ đến không đúng chỗ hiện tại phản ứng của những người vợ này không làm cho hắn thất vọng về phần tầng sâu hơn chỉ có phía sau chậm rãi ở chung đến xem các nương tử đây là nhà của phu quân các ngươi sau này cũng là nhà của các ngươi lâm phàm đẩy cửa viện ra dẫn ba nữ vào vâng phu phu quân tam nữ có chút không thích ứng khuôn mặt vào giờ khắc này có chút hồng nhuận khụ khụ các ngươi nghỉ ngơi trước đi phu quân đi nấu cơm cho các ngươi lâm phàm thấy vậy ho nhẹ một cái liền định chiêu đãi các nương tử một chút để cho mọi người quen thuộc cũng coi như tiệc cưới của mấy người đi mặc dù có chút đơn sơ bất quá nghi thức vẫn phải có nhưng các nương tử vừa nghe liền vội vàng mở miệng nói sao có thể để phu quân bận rộn hay là để cho chúng ta tới đi gấp gáp cướp việc làm điều này trong thời hiện đại anh dám nghĩ không nhưng hiện tại đúng là như thế hơn nữa còn là ba người cùng nhau cướp lâm phàm vốn còn oán giận chính mình xuyên qua nhưng hiện tại hắn chỉ muốn nói một câu thật thơm bất quá hắn dự định mượn nấu cơm lý do xử lý xuống chính mình hệ thống khen thưởng tự nhiên sẽ không để cho ba cái nương tử phá hư trực tiếp cưỡng ép các nàng ngồi xuống chờ đợi chính mình đi phòng bếp ba nữ tử thấy vậy tự nhiên tránh không được một phen cảm động lâm phàm chỉ có thể cảm khái thế giới này mùi tử thật sự quá đơn thuần hơi lắc đầu hắn đi vào phòng bếp liền bắt đầu làm chính sự hệ thống nhận phần thưởng đầu tiên Lâm Phàm mặc niệm phân phó hệ thống. Len Ken. Phần thưởng bắt đầu phát. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng nổi lên, tiếp theo một viên màu đỏ đang hoàng, trống rỗng xuất hiện ở Lâm Phàm trong tay. Sinh Long Hoạt Hổ Đan. Cái tên vô cùng đơn giản thô bạo. Ăn vào có thể cường thân kiện thể, có được khí lực sinh Long Hoạt Hổ. Vốn Lâm Phàm còn có chút lo lắng, dù sao chính mình một lần cưới ba người vợ, nhưng thân thể mình có trời sinh thể yếu, Đừng nói là ba cái, một cái khả năng đều không thể canh tốt. Phần thưởng này Sinh Long Hoặc Hổ Đan, có thể nói là một trận mưa đúng lúc. Không nói hai lời, Lâm Phàm trực tiếp khai tạo, đang hoàng xuống bụng, vào cửa liền tan. Bùng. Như là tiếng sấm nổ vang, trong cơ thể Lâm Phàm bắt đầu xuất hiện biến hóa kịch liệt. Đầu tiên là cả người trướng lên, như là khí cầu bị thổi mạnh đến mức lớn nhất. Sau đó là cơn đau đau đớn vô tận giống như cốt nhục đang một lần nữa tổ chức lại đau đau quá lâm phàm thiếu chút nữa nhìn không được muốn kêu lên bất quá sau một khắc lại thoải mái thật giống như tại ước ác trơn trượt địa phương ngao du đau đớn này sảng khoái quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên đó là một câu chuyện dài kỳ thật cũng chỉ một lát công phu khi dược hiệu thối lui lâm phàm một lần nữa đạt được thân thể khống chế từ vẻ bề ngoài. Hắn không có chút biến hóa nào, vẫn là bộ dáng trắng nõn thể nhược như vậy. Nhưng trên thực tế, hắn lại sinh lông hoạt hổ, cả người phản phất dùng không hết khí lực, muốn đi phát tiết một phen. Không hổ là sản phẩm của hệ thống, có thể nói là tiên đan cũng không quá đáng. Lâm Phàm thể nghiệm một phen thân thể biến hóa, cũng là không ngừng cảm khái, đối với kế tiếp hai cái khác khen thưởng càng thêm chờ mong. Thuật trèn mãn cấp cái này cùng hắn tổ truyền vốn liếng cũ, có thể nói là tương đối phù hợp. Dù sao hắn thế giới này lão cha, chính là một cái lão thợ rèn, trong nhà có sẵn rèn sắt công cụ cùng bếp lò, tùy thời có thể đi làm. Nghề thợ rèn này, có thể danh tiếng không vang dội lắm. Nhưng thợ rèn lợi hại, lại phi thường được hoan nghênh, thậm chí là được truy phủng. Thần cấp thợ rèn càng tướng trong truyền thuyết, chính là một nhân vật đại biểu trong đó. Vương triều Đại Long đương nhiệm hoàng đế Long Vũ Đại đế, bởi vì thường xuyên dụng binh đối ngoại, tạo nên dân gian cực kỳ thượng võ, phong cách hiệp khách thịnh hành. Một ít hiệp khách võ nghệ cao cường, thường xuyên cao tới cao lui, tranh cường đấu ác, đối với các loại vũ khí sắc bén, phi thường truy phủng. Một ít thần binh lợi khí nổi danh, những hiệp khách này thậm chí không tiếc hào ném thiên kim tiến hành mua sắm. Nếu như có thể chế tạo vũ khí sắc bén, còn có thể lo lắng không có tiền tài không nói phú khả địch quốc, nhưng nộp thuế đầu người, cũng không phải là vấn đề. Đồng dạng không nói hai lời. Lâm Phạm nhanh chóng lĩnh phần thưởng này. So với nuốt đang dược thay đổi thể chất, cái này mãn cấp thợ rèn kỹ năng muốn đơn giản không ít, vẹn vẹn ở trong đầu hắn xuất hiện một đống tin tức. Toàn bộ quá trình có chút trướng đau, nhưng có so sánh vừa rồi, cái này căn bản không tính là vấn đề. Trong giây lát, hắn phản phất đi tới một không gian đặc thù, tiến hành rèn đúc vô số năm tháng. Từ đơn giản nhất nông canh thiết cụ, lại đến các loại vũ khí lạnh bên trong lợi khí, thậm chí ngay cả không ít cơ quan ám khí đều có liên quan. Chỉ trong nháy mắt mà thôi, hắn tự như đã trải qua vô số năm tháng, khi hắn phục hồi tinh thần lại, khí chất cả người đều xuất hiện biến hóa. Lò nung mà cha hắn dùng để chế tạo dụng cụ sắt ở cách phòng bếp không xa, trước kia hắn đối với những công cụ rèn này vô cùng xa lạ dù sao thể yếu nhiều bệnh hắn cũng không có tiến hành kế thừa nhưng bây giờ khi lần nữa nhìn về phía những công cụ rèn này hắn lại có loại cảm giác như nước giao hòa giống như khối sắt bình thường nhất hắn đều có thể đánh ra thần binh sắc bén cưới vợ làm giàu quả nhiên không có bất kỳ vọng ngôn ở trong đó chỉ cần cái này mãn cấp thợ rèn kỹ năng cũng đủ để cho ta sẽ không tiếp tục cũng bách hơn nữa đây mới chỉ là bắt đầu tương lai nếu là tiếp tục cưới vợ tuyệt đối sẽ so với hiện tại càng lợi hại lâm phàm lần nữa ngừng không được cảm khái hệ thống không hổ là xuyên việc giả chuẩn bị nghịch tập ngón tay vàng đây là thật là không có để cho người ta thất vọng cố nén lập tức đốt lò nung chế tạo một thanh thần binh lợi khí xúc động hắn tiếp tục tiếp thu hệ thống cái thứ ba ban thưởng thứ nhất là bù đắp khuyết điểm thân thể để cho hắn có được tiền vốn cách mạng thứ hai là kỹ năng sống yên ổn để cho hắn có thể cưới vợ mà không có lo lắng về sau. Cái thứ ba nhìn tên là biết, là một cái dùng thủ đoạn đến từ bảo hiểm. Tại loại này võ hiệp phong thịnh hành triều đại, đại phú đại quý mặc dù rất tốt, nhưng nếu là không có bảo hộ này đại phú đại quý năng lực, loại này đại phú đại quý chẳng những không thể để cho qua ngày lành, tìm thư quyển www, www sinh com còn có thể đưa tới khó có thể tưởng tượng hòa sát thân. Dù sao cướp của người giàu chia cho người nghèo, ở trong loại hiệp khách này là thịnh hành nhất mặc kệ ngươi có phải là ác nhân hay không chỉ cần ngươi có của cải vậy ngươi chính là đại danh từ vi phú bất nhân nếu không những hiệp khách không sinh sản kia lấy đâu ra nhiều tiền tài vung tiền như rác hơn nữa hắn có nhiều mỹ kiều nương như vậy dựa theo tiết tấu hiện tại tương lai sẽ càng ngày càng nhiều bảo đảm không chừng sẽ có cái gì hái hoa đạo tặc ngấp nghé nếu không có năng lực tự vệ sau này tuyệt đối sẽ có tai họa tới cửa hệ thống lúc này đây cưới vợ khen thưởng có thể nói là tương đương tri kỷ rất tốt tiếu tiếu khen một câu hắn nhận phần thưởng thứ ba đồng dạng sáo lộ ý niệm của hắn lần nữa đi tới một cái đặc thù không gian ở chỗ này hắn giống như hóa thân trở thành võ tòng mỗi một ngày không phải tại đánh lão hổ chính là tại đi đánh lão hổ trên đường lên núi đánh hổ quyền đây thật sự là quyền pháp như tên là thật không ngừng đánh lão hổ a à? Bất quá cái tên này tuy rằng thô ráp một chút, nhưng lão hổ cũng có thể dùng quyền pháp trực tiếp đánh ngã, quyền pháp này như thế nào có thể tưởng tượng được. Võ Tông chính là bởi vì đánh chết một con hổ mới có uy danh to lớn kia. Trong nhà vừa vặn có ba con cọc cái, chờ ăn cơm xong liền hảo hảo tập thể dục một phen. Lâm Phàm cười cười nắm chặt nắm đấm, nhìn chầm chầm vào ba con hổ cái vừa dẫn về nhà. Nghĩ đi nghĩ lại. Anh bắt đầu ngứa ngáy mang theo sức mạnh này, hắn đem gà mái duy nhất còn sót lại trong nhà để trứng giết chết, bắt đầu khởi động tiệc cưới lần đầu tiên trong đời. Tiệc cưới đơn giản nhưng so với tiệc cưới hiện đại tốn kém mấy chục vạn, càng làm cho tân nương tử cảm động hơn. 4. Phu quân thật hảo Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Một nồi canh gà hầm Một bát gạo lớn ố vàng Lại để cho ba nữ trực tiếp chơi lệ Này này, các ngươi khóc cái gì lâm phàm đang thu xếp ăn cơm nhưng lại thấy nương tử mình đột nhiên khóc đây là cảm thấy bị ủy khuất hay là nhớ nhà không chúng ta quá cảm động phu quân ngươi đối với chúng ta quá tốt thanh âm ba nương tử có chút nghẹn ngào các nàng cho rằng lấy điều kiện của mình dù là có người chọn cũng sẽ là một ít thảo hán thậm chí là quá vợ phu về sau tối không ánh mặt trời nhưng bây giờ không chỉ phu quân bộ dạng ôn văn nho nhã đối với đám người mình còn phi thường tốt lâm phàm vừa nghe cười nói à ta còn tưởng là cái gì chứ cái này có cái gì mà cảm động ta nếu là phu quân của các ngươi đối với các ngươi không phải nên sao gia đình đơn sơ các ngươi không ghét bỏ là tốt rồi cưới ba người vợ về nhà không chỉ cái gì phô trương đều không có thậm chí ngay cả ra dán đồ ăn đều khiếm khuyết toàn bộ trên mặt bàn liền một bàn lớn gà mái hầm canh. Thứ này ở hiện đại đã sớm bị mắng thảm rồi. Cho dù ở cổ đại khốn khổ, đó cũng là có chút keo kiệt. Rốt cuộc đây là thành hôn a. À. Không chê, không chê. Tam nữ liên tục lắc đầu. Phu quân không ghét bỏ tư thế bồ liễu của chúng ta, thiếp thân sao có thể ghét bỏ. Ha ha. Vậy là tốt rồi, mau ăn đi tin tưởng các ngươi một đường buông ba cũng đói bụng. Lâm Phàm cười cười nói. Sắp phái tân nương tử đi thôn qua trấn, nhưng là một công việc thể lực, không đói bụng là giả. Chớ đừng nói chi là tam nữ không được chọn vô số lần, không biết đi bao nhiêu địa phương. Ừ, phu quân ngươi ăn trước đi. Trong đó tiểu nương tử cao gầy nhất, có chút thẹn thùng gấp thức ăn cho Lâm Phàm. Ừ, các ngươi cũng ăn đi. Lâm Phàm vui vẻ gật đầu, Nhân tiện chào hỏi ba người vợ. Hiện đại cưới vợ khó khăn biết bao. Nhưng hắn mới tới thời gian vài ngày, liền hướng trong nhà lĩnh ba người vợ. Hơn nữa mỗi một người đều xinh đẹp như hoa, dáng người đều là một đỉnh một. Một bữa cơm xuống, Lâm Phạm đối với ba tiểu nương tử cũng dần dần quen thuộc. Trong đó người vợ dáng người cao gầy nhất, tên là Diệp Tiểu Nhu, tính cách ôn nhu săn sóc, có một cổ khí chất tiểu thư khuê các nhàn nhạt đã từng gia đạo không tệ đáng tiếc trung lạc cộng thêm gặp phải một ít kiếp nạn giờ cô ấy chỉ còn lại một mình hai người vợ khác một người tên là tô hiểu hiểu dáng người mặc dù không cao gầy thước tha như dịp tiểu nhu nhưng ý chí rộng lớn có dung là lớn người cuối cùng tên là vương níp níp so với hai người trước đặc tính rõ ràng nàng đơn giản hơn một chút nhưng một khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp tinh xảo thoạt nhìn chỉ có chừng 10 tuổi cùng thân thể khéo léo lung linh lại có thể cho người ta thể nghiệm không giống nhau ba người vợ đều có sở trường riêng cũng mỗi người một vẻ đẹp quá có thể cưới một người đều là may mắn tam sinh hiện tại lại là một lần cưới ba người lâm phàm lần nữa cảm khái thế đạo này thật sự là quá mẹ nó đúng chỗ tại xuyên việt giả này một khối hắn hẳn là một trong những người hạnh phúc nhất trò chuyện trong khi ăn vốn ăn cơm vẫn là vang trưa. Nhưng chợ bốn người vừa ăn vừa trò chuyện xong, đã là lúc mặt trời nghiêng về phía tây. Khi dọn dẹp bát đổ một chút, sắc trời đã gần chạm vạn tối. Vùng núi tối đen rất nhanh. Sau khi mặt trời xuống núi, màn đêm liền lặng lẽ thôn phệ sơn thôn. Lâm phàm gia cảnh nghèo khó, cũng không có cái gì chiếu sáng đồ vật, toàn bộ trong nhà, cũng chỉ có lâm phàm nghỉ ngơi trong phòng ngủ, có một cây nến chiếu sáng ba người vợ dọn dẹp vệ sinh cá nhân xong liền bị lâm phàm đưa vào phòng ngủ khi nhìn thấy toàn bộ phòng ngủ chỉ có một cái giường ngay cả cái ghế ngồi cũng không có nhất thời xấu hổ đỏ mặt đây là muốn cùng nhau ngủ nhưng cái này không quá khô đến phát hoảng sao ba nữ cộng thị nhất phu cái này ở đại long cũng không tính là gì rất nhiều đại nhân vật có tiền có thế trong nhà chỉ biết nhiều không ít nhưng được ngủ cùng nhau cái này làm cho người ta ngượng ngùng. Bất quá không đợi các nàng mở miệng, Lâm Phàm liền mang theo tự trách nói. Ba vị nương tử, trong nhà bần hàng, tạm thời chỉ có cái giường này, quỷ khuất các ngươi. Tam nữ thấy bộ dáng trách cứ của Lâm Phàm nhất thời không để ý ngượng ngùng, nhất tề lắc đầu nói. Không ủy khuất, phu quân không chê đám thiếp thân, đã là vinh hạnh của chúng ta rồi. Những lời này không có nói dối. Nếu Lâm Phàm không chọn các nàng, các nàng hiện tại hẳn là đã bị mang đi thanh lâu tiếp khách. So sánh với tiếng vào thanh lâu một chút môi son vạn người nếm, thậm chí càng đáng sợ tao ngộ, hiện tại các nàng đãi ngộ đó là tốt hơn rất nhiều rất nhiều. Hiện tại nội tâm các nàng không có ủy khuất, chỉ có cảm kích nồng đậm đối với phu quân của mình. Các nàng thậm chí đều nghĩ kỹ, nếu quả thật không nộp nổi thuế đầu người, phu quân bị sung quân, các nàng liền cùng nhau tự sát, thủ tiết cho phu quân dù sao các nàng gã ra ngoài nhà phu quân chỉ có một người không cần lo lắng liên lụy những người khác nương tử hai người thật tốt lâm phàm mở hai tay ra ông ba cô gái vào lòng một lần ông ba nữ tử thanh xuân ngửi ba loại mùi cơ thể không giống nhau loại cảm giác này có thể nói là thật tốt các nương tử trời đã tối rồi nếu không chúng ta vào đồng phòng đi lâm phàm nhìn ba nữ nói tam nữ xấu hổ cúi đầu nhưng cũng không cự tuyệt, nhẹ nhàng từ một tiếng. Lâm Phạm trung khí mười phần, cách không thổi tắt nến, từng người ông nương tử lên giường. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ. Một đêm không ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau mặt trời mọc. Lâm Phạm mới từ xa trường, à không, trên giường mở to mắt, xinh đẹp duỗi lưng một cái. Giai nhân bên cạnh đã không còn. Nhưng giường lộn xộn lại được dọn dẹp xong đây mới gọi là cuộc sống. Lâm Phàm tinh thần sản khoái. Sinh Long hoạt hổ đan, không hổ là hệ thống ban thưởng thần đan. So với hiện tại, ở hiện đại nhiều năm như vậy, quả thực là sống uổng phí thời gian. Đây mới gọi là cuộc sống A. À. Bất kể như thế nào, đều phải bảo vệ tốt cuộc sống hiện tại. Lâm Phàm nằm ở trên giường hồi tưởng cảm khái một phen, liền vẻ mặt kiên định hạ quyết định. Với sự kiên định hắn nhanh chóng rời khỏi giường, chuẩn bị bắt đầu nghiệp làm giàu của mình. Muốn bảo vệ cuộc sống hiện tại, tìm thư uyển www.giaosuxin.com thuế đầu người là vòng không qua núi lớn, chỉ có giải quyết vấn đề này, hắn mới có thể cùng mình xinh đẹp kiều nương nhóm, trải qua cuộc sống tốt đẹp. Tất nhiên rồi. Muốn hạnh phúc hơn sau này. Cũng phải giải quyết vấn đề này. Có hệ thống khen thưởng kỹ năng, điểm ấy cũng không tính bao nhiêu vấn đề đi ra ngoài cửa. Lâm Phạm liền thấy được ba người vợ của mình, mỗi người đều đang vất vả cần cù bận rộn. Một người nấu cơm trong bếp. Một người đang giặt quần áo. Một người khai hoang trong sân, muốn khai khẩn đất trồng rau, trồng một ít cây trồng. Ba nương tử mỗi người một chức, không có bất kỳ cãi vã, hòa thuận hòa thuận. Trên mặt, đều mang theo màu hạnh phúc. Mặc kệ tương lai như thế nào, ít nhất hiện tại các nàng là hạnh phúc. Mà lâm phạm thấy một màn như vậy, nội tâm càng thêm kiên định. Phu quân ngươi dậy rồi. Diệp tiểu nhu đang phơi quần áo, thấy lâm phạm liền cao hứng nói. Hai nữ nhân khác cũng lộ ra nụ cười, song phương chân chính quen thuộc, cũng chân chính trở thành vợ chồng. Từ, dậy rồi, các nương tử đều vất vả rồi. Lâm phạm cười cười chào hỏi. Phu quân chờ một chút, rất nhanh là có thể ăn cơm. Tôi Hiểu Hiểu lòng dạ rộng lớn, không hổ là đầy đủ lương thực, ở nhà phụ trách làm đầu bếp. Được. Lâm Phàm lần nữa gật đầu, tiếp theo đi tới sân một bên lò rèn trước. Nơi này có luyện luyện công cụ, còn có một ít nữa thành phẩm sắc nông cụ, cùng một ít than củi. Tổng thể có chút đơn sơ. Bất quá lấy Lâm Phàm mãn cấp thợ rèn kỹ năng, những này cũng không phải bao nhiêu vấn đề. Cầm lấy lửa dẫn tới, Lâm Phàm liền đốt lò sưởi. 5. Rèn đúc Bạn đang nghe tại truyện.audio Phu quân, ngươi chuẩn bị rèn thiết cụ. Tiểu nương tử vương níp nếp lật đại khái một lần đi lên phía trước, tò mò hỏi thăm. Lâm phàm gật đầu nói. Đúng vậy, chuẩn bị rèn một thanh trường kiếm thông dụng. Hoa! Wow. Phu quân ngươi thật lợi hại, lại còn có thể rèn trường kiếm. Vương níp níp nghe vậy kinh hô, nàng trước kia trong thôn liền có một cái thợ rèn bình thường cho một ít thôn danh chế tạo nông dụng dụng cụ sắt, như quốc liền các loại, nhiều lắm cũng liền đánh cái cây trượng. Kiếm hay gì đó? Nó chưa bao giờ được tạo ra. Bởi vì đao kiếm cần chất lượng, muốn vượt xa nông dụng thiết cụ, bình thường thợ rèn, cũng không có năng lực rèn đi ra. Dù sao một cái là dùng để chém giết, một cái là dùng để làm việc đồng án. Hai người có sự khác biệt về bản chất. Vương Níp Níp tuy rằng không hiểu những thứ này, nhưng phu quân nhà mình làm được chuyện người khác không làm được, nàng tự nhiên là phi thường kiêu ngạo. vậy nhất định phải lợi hại nha. lâm phàm cười cười cạo cái mũi xinh đẹp của tiểu nương tử mình đến từ sự sùng bái của vợ mình, tự nhiên làm cho thể xác và tinh thần người ta sung sướng. hi hi, phu quân thật giỏi. vương níp níp tính tình hoạt bát, động tác thân mật nhất thời làm cho ánh mắt nàng hiếp lại, giống như hai cái trăng lưỡi liềm cong cong. phu quân ngươi thật có thể rèn kiếm lúc này dịp tiểu nhu làm đại nương tử mang theo kích động đi tới đúng vậy lâm phàm tự nhiên hiểu được ý nghĩ của đối phương xuất phát từ gia đình giàu có tự nhiên so với gia đình bình thường vương nếp nếp càng hiểu rõ có thể rèn kiếm đại biểu cho cái gì cái khác không nói thuế đầu người chết người nhất trong nhà sẽ không còn là vấn đề chết người nữa được xác nhận dịp tiểu nhu trực tiếp rơi lệ ai nha đại tỷ sao chị lại khóc vương níp níp cũng không rõ ràng lắm tình huống thấy một màn như vậy nhất thời có chút bối rối không có việc gì đại tỷ ngươi đây là cao hứng lâm phàm buông công việc trên tay xuống tiến lên nhẹ nhàng lau nước mắt cho vợ cả yên tâm đi ta đã mang các ngươi trở về nhất định sẽ chiếu cố các ngươi thật tốt sẽ không để các ngươi chịu ủy khuất nữa lâm phàm trấn an vợ cả của mình nhân tiện đưa ra lời hứa của mình ừ ừ dịp tiểu nhu liên tục gật đầu tính cách của nàng xem như cứng cỏi nhất dù sao đã trải qua gia cảnh sa sút nhưng cũng là mềm mại nhất dù sao trên đời này đã không còn chỗ dựa ăn cơm thanh âm tô hiểu, hiểu hiểu truyền đến là đã đem cơm của mọi người chuẩn bị xong ăn cơm trước đi hiểu hiểu đã nấu cơm xong rồi chuyện khác để sau nói lâm phàm lần nữa trấn an một câu liền rửa tay dắt hai người vợ cùng đến phòng khách trong phòng Ngày hôm qua gà mái hầm canh còn có một ít còn dư lại, phối hợp với một ít trước cửa nhà hái rau dại, chỉnh thể coi như phong phú. Nó có thể không là gì trong thời hiện đại. Nhưng ở vương triều đại long gian khổ, đây đã xem như quy cách lễ mừng năm mới. Mọi người ngồi xuống ăn cơm. Chờ ăn kém không nhiều lắm, Tô Hiểu Hiểu có chút do dự mở miệng nói. "Phu quân, lương thực trong nhà đã không còn bao nhiêu, muối ăn cũng không có, cái này" không cần lo lắng, những thứ này ta sẽ xử lý tốt, thuế đầu người cũng vậy, có phu quân các ngươi ở đây, hết thảy không thành vấn đề. Lâm Phàm không đợi vợ hai nói xong, liền mở miệng trấn an vợ mình. Vợ này nhiều lắm, lời tương tự phải nói vài lần mới được. Đúng là rất phiền toái. Nhưng Lâm Phàm lại thích thú. Dù sao loại chuyện phiền toái này, không biết bao nhiêu năm đồng bào cầu cũng cầu không được. Ăn uống no đủ, Lâm Phạm không có nói nhiều cái gì, hiện tại nói nhiều đều là nói suông, làm ra chính là chân lý. Một lần nữa trở lại phòng thợ rèn, Lâm Phạm liền đem còn lại than củi toàn bộ đổ vào bếp lò. Nơi này đồ vật có đoạn thời gian không có dùng qua, luyện kim đại thiết chú y gì đó đều đã trở nên rỉ sét loang lổ lên. Bình thường thợ rèn đối mặt loại điều kiện này, đừng nói là rèn kiếm, chính là đánh một ít nông cụ gì đó cũng đều quá sức. Bất quá lâm phàm là mãn cấp thợ rèn, tại hệ thống trợ giúp hạ, tại không gian đặc thù không biết rèn bao nhiêu thần binh lợi khí, nói là trong truyền thuyết thần tượng đều không quá phận. Cho dù điều kiện đơn sơ, bất quá rèn đúc một ít tinh phẩm đao kiếm, còn không phải là vấn đề. Bất quá cũng là tinh phẩm đao kiếm, quá tốt hắn cũng rèn không ra. Dù sao đây không chỉ là điều kiện đơn sơ, dùng để nấu chảy carbon cũng chỉ là than củi, xa xa không bằng nhiệt độ cao của than đá còn có kim loại rèn trong nhà, cũng chỉ có vài cái quốc bán thành phẩm. Nguyên vật liệu như vậy, muốn rèn ra thần binh lợi khí là không thể nào. Xảo phụ không bột đố gột nên hồ. Đó không phải là nói chuyện. Bất quá có thể rèn tinh phẩm đao kiếm, cũng tuyệt đối đủ dùng. Dù sao ở Đại Long Thượng Võ, binh khí vẫn luôn là nổi tiếng nhất. Phu quân, ta cho ngươi xem lửa. Tô Hiểu Hiểu trở về công việc của mình, nhìn lò sưởi cho Lâm Phàm Lúc cần tăng nhiệt thì dùng sức kéo ống thổi. Dịp Tiểu Nhu cùng Vương Níp Níp làm trợ thủ, cần cái gì hỗ trợ lấy cái đó. Ba người vợ có thể nói là đồng tâm hiệp lực. Dưới sự trợ giúp của ba người vợ, Lâm Phạm mở ra công tác rèn đúc. Đầu tiên đem quốc bán thành phẩm nấu chảy lại lò, lấy được nguyên kim loại cần thiết. Sau đó bắt đầu làm khuôn. Chờ nước sắt đổ vào khuôn đúc đại khái thành hình, Lâm Phạm liền cầm lấy búa sắt lớn rèn luyện. Đồ chơi này phân lượng không nhỏ, nếu là trước kia lâm phàm, cầm lên đều có thể khó, chớ đừng nói chi là tiến hành thiên truy bách luyện. Bất quá hiện tại lâm phàm một kỳ ba người chinh chiến xa trường đều không chút mệt mỏi, đùa dẫn cái đại thiết chú y gì đó, cùng nháo chơi một dạng. Sinh Long Hoạt Hổ Đây thật không phải nói đùa, ba người vợ được làm dịu chính là minh chứng tốt nhất. Cộng thêm kỹ xảo phát lực kỹ năng của thợ rèn mãn cấp, mượn lực đánh lực, rèn đại thiết chủ y mười phần phân lượng, thuận buồm xuôi gió trong tay hắn. Đan Lan Đầu tiên là một chủ y thật mạnh, các loại hỏa tinh văn khắp nơi, tiếp theo là đánh liên miên. Thoạt nhìn động tác rất nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng thực tế mỗi một lần lực đạo mười phần. Tìm thư uyển v đúc v chấm giao su sinh chấm com thiên truy bách luyện. Khi trường kiếm để vào dung cụ tôi hỏa, một thanh trường kiếm thông thường cơ bản thành hình. Tiếp theo, chỉ là một ít công việc kết thúc ba người vợ đều ở bên cạnh như si như say nhìn người khác rèn sắt các nàng cảm thấy thô bỉ nhưng phu quân nhà mình đồng dạng là rèn sắt các nàng lại cảm thấy cảnh đẹp ý vui rõ ràng thoạt nhìn dáng người thon dài không có cơ bắp thô ráp tăng linh giống như một thư sinh nhẹ nhàng nhưng lực đạo mười phần trong ba đôi mắt tràn đầy sùng bái phu quân ngươi thật đẹp trai vương níp níp có chút kìm lòng không đậu khuôn mặt trẻ con mập mạp hồng nhuận đáng yêu. Ngươi cũng rất đẹp mắt. Lâm Phàm cũng cười khen một câu, nói xong lại nhìn về phía hai người vợ khác. Đương nhiên hai người cũng rất đẹp, đều là tiên nữ trên trời. Tam nữ ngượng ngùng cười. Người khác khen ngợi các nàng cảm thấy ngã ngớn, nhưng phu quân nhà mình khen ngợi, các nàng lại là vui mừng, trong mắt mang theo tình yêu. Phụ nữ thời xưa, chính là đơn thuần cùng thuần túy như vậy. Thời gian trôi nhanh khi trường kiếm hoàn thành công đoạn rèn lửa sắc trời bên ngoài lại tối xuống hôm nay là không hoàn thành được bất quá lâm phàm cũng không vội dù sao lần sau nộp thuế đầu người còn có một ít thời gian đem trường kiếm bán thành phẩm cất kỹ lâm phàm ngay tại ba người vợ hầu hạ tắm rửa thoải mái đơn giản ăn chút cơm tối thiên sắc hoàn toàn đen xuống lâm phàm nới lỏng thắt lưng quần lần nữa dẫn các nàng dâu có chút thẹn thùng đi vào trong phòng ngủ duy nhất trong nhà. Xã hội cổ đại buổi tối không có tiết mục giải trí gì, cũng chỉ có thể khổ một khổ kiều thê. Lần này, hai bên đều quen đường cũ. 6. Đi ra ngoài bán kiếm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Ngày hôm sau, trời tờ mờ sáng, Lâm Phàm liền từ trên giường bò dậy. Nhìn gia nhân ngủ say bên cạnh, chỉ số phấn đấu của hắn trực tiếp kéo đây đi tới phòng thợ rèn, hắn liền tiến hành xử lý các công đoạn còn lại của trường kiếm bán thành phẩm. Kỹ năng thợ rèn mãn cấp khiến những công đoạn này từ đầu tới cuối đều phi thường thông thuận, toàn bộ quá trình cũng không xuất hiện vấn đề gì lớn. Tuy rằng bởi vì điều kiện nguyên nhân, thanh này rèn trường kiếm tồn tại khuyết điểm nhất định, bất quá so với bên ngoài buôn bán đành phải không xấu. Phu quân, người dậy thật sớm. Tô hiểu hiểu phụ trách công tác đầu bếp, vốn là dậy sớm nhất. Nhưng lúc cô đứng lên chuẩn bị nấu cơm, Lâm Phàm đã dậy rất lâu. Công việc còn chưa làm xong, hôm nay dậy sớm một chút. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn thoáng qua người vợ đang buồn ngủ, cười cười trả lời một câu. Phu quân vất vả rồi, hiểu hiểu lập tức chuẩn bị đồ ăn sáng cho ngươi. Tô Hiểu Hiểu có chút đau lòng nói, nàng cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu được nhà mình phu quân vì sao lại cố gắng như vậy. Trong nhà ba người vợ, thuế đầu người chồng lên nhau có thể nói là một ngọn núi lớn. Còn có chi phí sinh hoạt, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Và tất cả những điều này, áp lực đều ở trên người Lâm Phàm. Các nàng tuy rằng đều tránh đi, không muốn cho phu quân áp lực, nhưng trong lòng cũng không phải không hiểu, áp lực trong này lớn bao nhiêu. Ân, vậy phiền toái ngươi. Lâm Phàm đang mài vũ cuối cùng, nghe vậy ôn Hòa cười cười gật đầu. Khói lượng lờ bốc lên. Sớm thôi, vợ lớn nhỏ cũng đứng lên nhìn thấy phu quân nhà mình sớm bận rộn các nàng cũng là vừa cảm động vừa đau lòng sao vậy sáng sớm thức dậy đã muốn khóc nhè rồi à lâm phàm nhìn thấy hai người vợ của mình ánh mắt hồng hồng tự nhiên hiểu được đối phương nghĩ gì nhất thời ra vẻ nói đùa trêu ghẹo Ừ, muốn khóc nhè vương níp níp tính tình ngây thơ đang đối mặt trêu ghẹo thành thật trả lời vậy có thể hay không a à, buổi sáng ta không thích dỗ dành muốn khóc buổi tối khóc. Lâm Phàm cười xấu xa nói: "Tại sao vậy?" Vương Níp Níp ngây thơ không hiểu, nhưng Diệp Tiểu Nhu bên cạnh lại đỏ mặt. "Chờ buổi tối nói cho ngươi biết." Lâm Phàm nhíu mày, dự định đêm nay trọng điểm chú ý một chút đối phương, để cho đối phương hiểu được vì sao buổi tối khóc nhẹ sẽ dỗ dành. Lúc này Tô Hiểu Hiểu chuẩn bị xong bữa sáng, ba người kết thúc đề tài này. Đơn giản ăn sáng xong, Lâm Phàm liền mở miệng nói. Đợi ta ra ngoài một chuyến, các ngươi ở nhà chờ ta trở về. Phu quân là muốn đi bán kiếm sao? Dịp tiểu nhu thiên tư thông tuệ, hơn nữa kiến thức trọng lớn, trước tiên liền hiểu, phu quân mình chuẩn bị đi làm cái gì? Ừ, Lâm Phàm khẽ gật đầu, nhưng trong lòng lại có chút lẩm bẩm. Đúng là đi bán kiếm. Nhưng lời này nghe ra, cũng có chút làm cho người ta không được tự nhiên bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, đơn giản dặn dò vài câu, hắn liền cầm lấy rèn tốt trường kiếm. Bởi vì không có vật liệu, không làm vỏ kiếm, trường kiếm là dùng khăn lau cũ bao vây lấy, thoạt nhìn cùng thiêu hỏa côn giống nhau, rất là thô ráp. Cứ như vậy, nếu là mặt hàng bình thường, rất khó bán được giá lý tưởng gì. Bất quá Lâm Phàm cũng rất có lòng tin, thậm chí có thể nói là 10 phần tin tưởng. Đầy cấp thợ rèn kỹ năng, đây tuyệt đối là thần tượng cấp bậc, cho dù tài liệu bị hạn chế, rèn ra cũng là hiếm thấy trân phẩm. Phu quân trên đường cẩn thận. Ba người vợ đưa đến cửa, trong mắt đều mang theo lo lắng. Hiện tại thế đạo cũng không thái bình, vứt xác hoang dã đó là chuyện bình thường. Một số quái vật lại càng là uy hiếp cực lớn của người qua đường. Yên tâm đi, phu quân nhà các ngươi lợi hại lắm, không có việc gì đâu. Lâm Phạm Trấn An khoát tay áo tiếp theo liền lưng rèn trường kiếm, cùng các nàng dâu chuẩn bị lương khô cùng nước uống, đi ra khỏi nhà mình, chuẩn bị đi 50 dặm ngoài thị trấn. 50 dặm Nếu như là không có lĩnh hệ thống khen thưởng trước thân thể, coi như không có gì nguy hiểm, muốn đi hết cũng là quá sức. Bất quá đối với Lâm Phàm hiện tại sinh long hoạt hổ mà nói, có thể nói nhẹ nhàng buông lỏng. Chỉ là không đợi hắn đi tới cửa thôn, đã bị hai cái mặt mang trêu tức nam tử ngăn cản lâm phàm nghe nói ngươi dẫn về ba cái mỹ kiều nương làm nương tử ngày hôm qua suốt một ngày cũng không có ra khỏi cửa ngươi không sợ chết trên giường đúng vậy lâm phàm giống như con chim này đừng chết thật hai nam tử ngăn cản đường đi liền vẽ mặt cà lơ phất phơ mở miệng liên quan gì đến các ngươi lâm phàm khẽ nhíu mày trong con ngươi có lãnh quan lóe ra hai người trước mắt hắn cũng không xa là gì thậm chí có thể nói là rất quen thuộc đều là trong một thôn một người tên là vương phát con trai của một tiểu địa chủ trong thôn một người là vương nhị cẩu là cháu ruột của vương lý trường bởi vì trong nhà đều có chút của cải bọn họ không cần giống như dân chúng bình thường mỗi ngày đến ruộng bào thức ăn cả ngày chơi bời lêu lỏng cà lơ phất phơ làm chút chuyện trộm gà trộm chó gọi tắt là gai chấm io. lâm phàm gia làm ngoại lai hộ thường xuyên bị trước mắt này hai cái lưu manh khi dễ cơ bản là từ nhỏ khi dễ đến lớn bởi vì nguyên chủ đánh tiểu thể nhược bị khi dễ cũng phản kháng không được chỉ có thể nhận thua gặp phải có bao xa trốn bấy xa cũng là bởi vì biểu hiện suy nhược này làm cho hai người bọn họ càng không kiên nể gì chỉ cần chạm vào đều sẽ trêu đùa một phen phàm là dám chống cự sẽ không thể thiếu một phen quyền cước đối đãi của bọn họ hai ngày trước Lâm Phàm dẫn về ba cái xinh đẹp kiều nương, nhất thời làm cho bọn họ khó chịu. Nhìn thấy Lâm Phàm giống như củi một sống hạnh phúc như vậy, so với bọn họ sống không hạnh phúc, còn muốn làm cho bọn họ khó chịu. Cũng là bởi vì điểm này, hai ngày nay bọn họ một mực chặn Lâm Phàm ra khỏi cửa. Về phần xông vào nhà. Bọn họ còn không có lá gan này, dù sao theo luật lệ Đại Long, chưa được đồng ý tự tiện xông vào nhà người khác, bắt được nhưng là muốn lưu đầy sung quân hiện tại Đại Long hàng năm chinh chiến, xung quân có thể có kết cục tốt gì? Bất quá bọn họ không dự liệu được, Lâm Phàm trọn vẹn hai ngày không ra khỏi cửa, vẫn đứng ở ôn nhu hương lý, cái này làm cho bọn họ càng thêm khó chịu. Hôm nay rốt cục bắt được, bọn họ tự nhiên không có khả năng thiện. Không nghĩ như thế nào, chỉ là sợ ngươi chết ở trên giường, để cho lão Lâm gia ngươi tuyệt hậu. Vương phát vóc dáng cao lớn, đến từ nhà địa chủ, cười lạnh nói vương nhị cẩu phụ họa. Phát ca nói không sai, đừng tuyệt hậu. Cúc. Thừa dịp ta không tức giận, khuyên hai người các ngươi có bao xa thì cúc bấy xa. Lâm Phạm ánh mắt lạnh xuống, nếu không là có chính sự muốn làm, hắn hôm nay không ngại hảo hảo cho nguyên chủ báo một hồi khi dễ chi cừu. Ơ à, à, cứ cưới nương tử, khẩu khí cũng lớn lên, ngứa già có phải không? Vương nhị cẩu sáng tay áo lên, định làm theo thao tác trước kia bất quá lại bị vương phát ngăn cản sau đó nhìn về phía lâm phàm mở miệng nói lâm phàm hôm nay hai anh em chúng ta không phải tìm ngươi phiền toái mà là muốn hảo tâm nhắc nhở ngươi một chuyện nhắc nhở ta chuyện lâm phàm nghe vậy có chút không rõ đúng vậy vương phát gật đầu nói quan phủ tiếp theo thu thuế đầu người không bao lâu lấy điều kiện của ngươi tuyệt đối là nộp không nổi cho nên hôm nay hai vị ca ca của ngươi cho ngươi chỉ rõ đường các ngươi sẽ hảo tâm như vậy. Lâm Phàm cười lạnh nói, tiếp thu nguyên chủ ký ức, hắn nào không biết hai người đức hạnh. Hắc hắc, xem lời này của anh, ca ca chúng ta khi nào thì không tốt bụng. Vương phát xấu xa cười nói. Kỳ thật con đường này rất đơn giản, tìm thư uyển www chấm com đó chính là ngươi không phải dẫn trở về ba cái Mỹ kiều nương sao. Lấy thể trạng của ngươi cũng dùng không hết, không bằng lấy hai cái đi ra tiếp khách chỉ cần để cho hai ca ca sản khoái, về sau cho ngươi nhiều giới thiệu khách hàng, thuế đầu người coi như sự tình. Phát ca nói hay lắm, hắc hắc. Chỉ cần cho chúng ta thoải mái. À, vương nhị cậu muốn phụ họa lần nữa, cũng không đợi hắn nói hết lời, một nắm đấm to bằng nồi đất đã tới, hàm răng đều bị hắn giết chết một viên, nhất thời kêu thảm thiết. Ngươi muốn chết. Vương phát thấy vậy giận không kềm được, tiểu phế vật này lại dám phản kháng là các ngươi muốn chết. Lâm phàm mặt hoàn toàn lạnh xuống, nếu như chỉ là nhằm vào hắn, có chính sự muốn làm hắn còn có thể nhìn xuống. Nhưng nhục nhã các nàng dâu của hắn, là nam nhân cũng nhìn không được. Để cho vợ đi ra đón khách, đây là đem hắn cùng vợ hắn làm cái gì? Khí lực sinh long hoạt hổ bắt đầu phát lực, lên núi đánh lão hổ quyền không ngừng dùng ra. Ngay từ đầu hai người còn muốn phản kích. Nhưng mấy quyền đánh xuống, đối phương cũng chỉ có thể nằm sấp trên mặt đất kêu thảm thiết cầu xin tha thứ. Đây chỉ là một bài học nhỏ, về sau còn dám nhục nhã nương tử nhà ta, nhất định phải để cho hai tên phế vật các ngươi trả giá thật lớn. Thấy đối phương hoàn toàn nằm xuống, lâm phàm lạnh lùng nói một câu, liền xoay người rời đi. Năm mươi dặm đất, qua lại chính là một trăm dặm đường xá, cũng không thể trì hoãn nhiều thời gian. Phát ca, người này hình như trở nên rất giỏi đánh, làm sao bây giờ? vương nhị cẩu bị đánh một trận, nhất thời có chút sợ hãi lâm phàm. Yên tâm, ta trở về nói với đại ca ta, ta từ nhỏ đến lớn chưa từng bị như vậy đánh qua, việc này tuyệt đối không xong. Vương phát hung tợn mở miệng, nhìn về phía bóng lưng lâm phàm mang theo oán độc. 7. Thần binh cát Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Có khí lực sinh long hoạt hổ Lộ trình 50 dặm, đối với lâm phàm mà nói cũng không tính là xa lắm. Cơ hồ một đường chạy chậm, tại mặt trời quá đỉnh đầu thời điểm, hắn liền đi tới một tòa thành trì trước. Thiên Phong Thành. Ở góc Đại Long, tổng thể không tính là phồn hoa, nhưng làm trung tâm của mấy tòa thành lớn, lưu lượng người cũng không ít. Cổng thành có thủ vệ đóng giữ, kiểm tra người qua đường lui tới. Lâm Phàm không có mang theo cái gì hàng hóa, thủ vệ cũng không có ngăn lại thu thuế, thuận lợi tiến vào. Đường phố Thiên Phong Thành là lấy hình chữ thập triển khai trong thành hai bên là các loại cửa hàng khách sạn còn có rào bán hàng rong đứng trên đường phố một phong cách phim truyền hình cổ trang đập vào mặt lâm phàm bánh bao bánh bao thịt mới ra lò không thơm không cần tiền kẹo hồ lô kẹo hồ lô thơm ngọt ngon miệng đó đi 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 ăn mày ở đâu ra cút xa cho da một chút các loại ồn ào vang vọng vào tai bất kể ở đâu đều có bán bánh bao và kẹo hồ lô. Tất nhiên rồi. Ăn mày cũng không thể thiếu. Lâm Phàm mỉm cười. Đây thật sự là vạn biến bất ly kỳ tông. Bất quá không thể không nói, nhìn bánh bao thịt thơm ngào ngạt, hắn cũng rất muốn ăn. Từ sáng sớm đi đến bây giờ, đi thẳng 50 dặm, bụng nói không đói đó là giả. Đáng tiếc trong túi ngượng ngùng. Đi bán kiếm trước đi. Lâm Phàm chỉ có thể đè xuống cái này miệng ăn chi dục, hướng đường phố bên trong đi đến. Nguyên chủ đã từng tới thị trấn vài lần, đối với nơi này cũng không tính là xa lạ. Bán kiếm binh khí Giao lộ ngã tư trong thành, có thể nói là địa phương lý tưởng nhất. Bởi vì ở khu vực phồn hoa kia, có một cửa hàng chuyên kinh doanh vũ khí. Cửa hàng này chính là thần binh cát. Nghe đồng thần binh cát này, ở vương triều Đại Long nhiều thành trì đều có chi nhánh, làm ăn rất lớn buôn bán thần binh lợi khí được vô số hiệp khách giang hồ theo đuổi kể cả triều đình đều có hợp tác với bọn họ lâm phàm rèn binh khí là dự định làm ăn lâu dài tự nhiên muốn tìm những đại thương gia này đường phố thiên phong thành không tính là dài lâm phàm không bao lâu đã đi tới trước cửa thần binh cát không hổ là đại thương gia lá bài này quả thật phi thường đủ cái khác trước không nói chỉ cần mặc tiền liền ước chừng chiếm diện tích mấy mẫu đây chính là thiên phong thành phồn hoa nhất đường phố vậy mà chiếm diện tích lớn như vậy thần binh các tài lực từ điểm này liền có thể nghĩ thỉnh thoảng có người ăn mặc hiệp khách giang hồ ra vào thoạt nhìn sinh ý cũng tương đối khá khách quan có cần mua gì không lâm phàm dừng chân trước cửa một lúc liền có người ăn mặc như gã sai vặt tiến lên khách khí hỏi Tuy rằng cách ăn mặc của Lâm Phàm Thoạt nhìn không muốn giàu có, nhưng gã sai vặt thần binh cát lại không có chút ý tứ xem thường, ngược lại khách khí hỏi thăm. Lâm Phàm lại cảm khái, khó trách có thể làm ăn lớn như vậy. Tôi không phải mua cái gì, mà là định bán một thứ. Lâm Phàm đối với gã sai vặt thân thiện gật gật đầu, sau đó mở miệng nói rõ mục đích của mình. À, là bán đồ nha, khách quan có tiện nói bán cái gì không? gã sai vặt trên mặt tươi cười không thay đổi, thần binh các mở lớn như vậy, tự nhiên có mua có bán. Hơn nữa một ít thần binh lợi khí. Không phải mới thì nhất định tốt rồi. Thậm chí không ít đau kiếm sau khi uống máu, so với rèn mới còn đáng giá hơn. Tỷ như ẩm huyết đao giang hồ thịnh truyền, chính là trấn trai chi bảo của thần binh các bọn họ, ngay cả chỉ huy sứ trấn võ ti cơ cấu bạo lực của vương triều Đại Long, cũng có ý mua. Và con dao này chính là thanh đao cũ uống máu vô số thần binh các lúc trước mua từ trong tay một hào hiệp giang hồ thoái ẩn tôi bán một thanh kiếm dài lâm phàm gỡ cái bọc dài trên lưng xuống xuất thủ trường kiếm gã sai vặt nghe vậy ánh mắt sáng ngời trong giang hồ hiệp khách đao kiếm là được hoan nghênh nhất nhất là trường kiếm về mặt giá cả tương đối nổi tiếng bởi vì những đệ tử trẻ tuổi mới ra đời kia thích nhất chính là phối một thanh trường kiếm, ảo tưởng trường kiếm tẩu thiên nhai võ hiệp mộng. Loại thanh niên ngốc nghếch này có thể bán ra giá tốt nhất. Thành tích của thần binh cát, một nửa là dựa vào buôn bán trường kiếm chống đỡ. Mời vào trong khách quan, ta mời nhị trưởng quỷ chúng ta định giá cho ngài. Gã sai vặt cung kính làm một cái tư thái mời. Đa tạ. Lâm Phạm nói tiếng cảm ơn, rồi cùng đối phương đi vào thần binh cát không gian bên trong rất lớn, đặc chế vũ khí trên giá treo đầy các loại vũ khí, từ thường thấy đao kiếm, đến tương đối hiếm thấy đại phủ chiến kích, thậm chí trường cung ám khí, ở bên trong đều có thể nhìn thấy. Bất quá lâm phàm không phải tới mua binh khí, cho nên gã sai vặt dẫn hắn tới một gian thiên phòng. Khách quan ngài ngồi nghỉ ngơi một chút, ta đi gọi nhị trưởng quỷ chúng ta đến. Gã sai vặt an bài lâm phàm ngồi xuống, cũng bưng lên một ly trà, liền xoay người đi gọi người. Lâm Phàm ngồi trên ghế gỗ, cầm lấy trường kiếm mình rèn, bắt đầu tháo vải. Về phần nước trà trên bàn, hắn cũng không có ý uống. Nhị trưởng quỷ, chính là vị khách nhân này, định bỏ đi trường kiếm trên tay. Không bao lâu, vừa rồi đi ra ngoài gã sai vặt, liền dẫn một cái trung niên nam tử đi vào. Nam tử trung niên này một thân trường bào màu xanh, tóc dài chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ, đi vào liền không có dấu vết đánh giá Lâm Phàm một phen, cuối cùng dừng lại ở trường kiếm trên tay Lâm Phàm Ngay từ đầu vẻ mặt hắn còn bình tĩnh. Nhưng theo Lâm Phàm đem bao bọc vải toàn bộ gỡ xuống, ánh mắt của hắn thoáng cái sáng lên. Người đi ra ngoài làm việc trước đi. Nhị trưởng quỷ trực tiếp phất tay đuổi gã sai vặt đi, sau đó đi tới trước mặt Lâm Phàm ngồi xuống. Vị tiểu ca này gọi là gì? Hắn mang theo ôn hòa mỉm cười nói. Lâm Phàm vẻ mặt không thay đổi nói, ở quý các buôn bán đồ vật chẳng lẽ còn muốn tra thân phận vậy thì không cần nhị trưởng quỷ vẫn tươi cười chỉ là thấy tiểu ca không tệ muốn làm quen mà thôi à đó cũng là vinh hạnh của bản thân lâm phàm khách khí cười cười chỗ nào chỗ đó nhị trưởng quỷ cũng là khách khí cười chứng kiến lâm phàm không muốn tiết lộ bản thân tin tức hắn liền không chút không hợp chuyển tới một cái đề tài khác tìm thư quyển vê đúc com chấm giao su chấm hỏi tiểu ca là dự định buôn bán trên tay trường kiếm sao không sai lâm phàm gật đầu nói có thể nhìn qua không nhị trưởng quỷ nhìn trường kiếm hỏi đương nhiên có thể lâm phàm đưa trường kiếm trên tay ra đặt lên bàn gỗ giữa hai người nhị trưởng quỷ thuần thuộc cầm lấy trường kiếm theo quan sát ánh mắt của hắn càng thêm sáng ngời kiếm tốt nhị trưởng quỷ chân thành khen ngợi, lấy tay nhẹ nhàng sờ qua thân kiếm. Nghe được đối phương bình luận, Lâm Phàm khóe miệng hơi dương lên, đây tự nhiên là một thanh hảo kiếm, ít nhất không so với bên ngoài đại sảnh treo những cái kia kém. Có thể thử phong mang không? Nhị trưởng quỷ ngẩng đầu hỏi Lâm Phàm. Xin cứ tự nhiên. Lâm Phàm giơ tay lên gật đầu. Nhị trưởng quỷ được đồng ý, liền cầm lấy một khối gỗ cứng bên cạnh. Loại gỗ cứng này, là chuyên môn kiểm tra độ sắc bén của binh khí, còn có độ cứng của vũ khí. Binh khí phải dùng để chém vết, sắc bén cùng cứng cỏi không đạt tiêu chuẩn, tự nhiên là không được. Nhị trưởng quỷ cũng không có học qua võ, bất quá động tác trên tay lại phi thường thuần thục, giờ kiếm liền nghiêng tước một cái. Đâm rồi tiếng ma sát rất nhỏ vang lên. Tiếp theo đoạn gỗ cứng chuyên môn kiểm tra, liền thoải mái chia làm hai rơi xuống đất. Toàn bộ quá trình không có nhiều sóng gió. Mà chỗ cắt gỗ cứng, bóng loáng như gương, cắt từ đầu đến cuối. Không tệ, không tệ. Nhị trưởng quỷ lại mở miệng khen ngợi, hiển nhiên bài kiểm tra này khiến hắn rất hài lòng. Lâm Phàm tuy rằng đối với kỹ thuật của mình mười phần tin tưởng, nhưng chân chính chứng kiến một màn như vậy, cũng là thầm thở phào nhẹ nhõm, biết mình chuyến này ổn rồi. 8. Cưới vợ làm giàu, hệ thống không có tham giả bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Tiểu ca, thanh trường kiếm này của ngươi thật muốn ra tay. Nhị trưởng quỷ hít sâu một hơi, buông trường kiếm trên tay xuống. Lâm Phàm trả lời. Đương nhiên là muốn ra tay, nếu không ta tới nơi này làm gì? Được. Nhị trưởng quỷ gật đầu nói. Nếu tiểu ca thật muốn ra tay, vậy thần binh các mua, nguyện ý ra 50 lượng bạc. 50 lượng. Lâm Phàm nghe vậy ánh mắt sáng ngời. Ở triều đại Đại Long, tiền tệ cũng dùng vàng bạc và tiền đồng. Trong đó một lượng bạc có thể đổi thành một ngàn đồng tệ. Về phương diện sức mua, một cái bánh bao thịt mới hai đồng mà thôi. Một lượng bạc có thể mua 500 bánh bao thịt, quản chi tiêu sinh hoạt một tháng của cả nhà. 50 lượng. Cả nhà này 5 năm chi tiêu. Lâm Phàm cũng liền tốn hai ngày không đến thời gian rèn đúc, dùng vật liệu cũng là một ít đồ chơi bình thường, thậm chí là phế vật lợi dụng bán thành phẩm quốc, dĩ nhiên có thể bán ra cái giá cao này. Kỹ năng thợ rèn mãn cấp Lợi hại hơn hắn tưởng tượng Không sai, chính là 50 lượng bạc, không biết ý của tiểu ca thế nào. Nhị trưởng quỷ cười cười nói Cái giá này đúng là giá thật, tuyệt đối không có ý làm thịt coi tiền như rác. Tất nhiên rồi. Ngươi có thể sẽ kiếm máu nhưng thần binh các tuyệt đối sẽ không thua thiệt kiểm tra gỗ cứng thoải mái một kiếm hai đoạn chỗ cắt bóng loáng như gương mà lưỡi kiếm không tổn hao chút nào cái này tùy tiện đóng gói một chút lấy ra bán ít nhất có thể bán một trăm lượng hướng lên trên dân chúng đại long nghèo khổ đó cũng chỉ là dân chúng bình thường mà thôi một ít con cháu nhà giàu thậm chí con cháu thế gia đây chính là giàu đến chảy mở một trăm lượng mua thần binh bên người đối với những đệ tử này mà nói cũng không tính là gì lâm phàm tự nhiên biết thần binh các sẽ kiếm được thậm chí so với mình kiếm được càng nhiều nhưng hắn nên có đã đúng chỗ tự nhiên sẽ không quá tham lam thật muốn lỗ vốn người khác có thể muốn sao được thanh toán tiền hàng đi đạt tới tâm lý của mình mong muốn lâm phàm liền đem trên bàn trường kiếm đẩy tới trước mặt đối phương nhị trưởng quỷ một lần nữa cầm lấy trường kiếm liền một lần nữa gọi gã sai vặt lấy ra 50 lượng bạc, đưa cho Lâm Phàm Lâm Phàm nhận lấy bạc. Hai bên coi như đã thanh toán xong tiền hàng. 50 lượng bạc trắng vào tay, Lâm Phàm chỉ cảm thấy nặng trịch. Không chỉ thuế đầu người năm nay có tin tức, chi tiêu trong nhà cũng không còn là vấn đề. Một làn sóng liền giàu có. Lấy vợ làm giàu. Hệ thống quả nhiên không giả mạo. Dù sao có đầy cấp thợ rèn kỹ năng tại, Hắn hoàn toàn có thể nguyên nguyên sản xuất các loại binh khí. Ngay cả vật liệu tại chỗ, hắn có thể chế tạo thần binh chân chính. Giang hồ thịnh truyền đồ Long Bảo đao, nếu như tài liệu có thể thỏa mãn, không làm khó được hắn cái này mãn cấp thợ rèn. Thần binh cái gì trước không vội, lấy ta hiện tại điều kiện, thật chế tạo ra thần binh, làm không tốt là một loại hòa sự, vẫn là trước ổn định cuộc sống hiện tại lại nói. Lâm Phạm đè xuống dao động trong lòng, thu hồi bạc trên tay. Đối với nhị trưởng quỷ cùng gã sai vặt dẫn mình vào chấp tay, hắn liền xoay người rời khỏi thần binh cát. Thần binh cát không hổ là đại thương hành, cũng không có xuất hiện cái loại này bán đồ vật, liền lập tức có người theo đuôi muốn đoạt bảo tiết mục. Có lẽ là 50 lượng, không đáng để bọn họ động tâm đập chiêu bài. Lâm Phàm quay đầu lại liếc thần binh cát một cái, liền đi về phía đầu kia của con đường. Lần này chế tạo trường kiếm trong nhà lâm phàm lão phụ thân lưu lại tồn kho cơ bản đã hao phí hết muốn tiếp tục trèn binh khí mới nhất định phải mua một ít nguyên vật liệu trở về mới được còn có than củi nhiệt độ không đủ hắn dự định mua một ít than đá trở về chỉ có nhiệt độ cao chân chính mới có thể đánh ra bảo kiếm chân chính than đá đây chính là địa phương chuyên buôn bán than sắt trong thị trấn xem như bán chính thức xin chào muốn mua gì không thang thiết tư là bộ phận bán chính thức, nhân viên tiếp tân thấy khách không mặn không nhạt. Lâm Phàm cũng không để ý, mà là đưa ra lão phụ thân thợ rèn thân phận thẻ bài, nói ra. Ta muốn mua một ít tinh phẩm thang cùng nguyên sắc, phiền toái cho ta cầm xuống hóa đơn. Muốn bao nhiêu? Nhân viên tiếp tân nhìn thẻ thân phận thợ rèn Lâm Phàm đưa tới, không mặn không nhạt dò hỏi. Thang và sắc tinh phẩm. Ở Đại Long xem như vật phẩm quản chế ngoại trừ nhân viên chuyên nghiệp đặc biệt, người bình thường không được phép mua, để tránh lãng phí. Black meat là một nghề đặc biệt. Có thể mua một phần nhất định. Lâm Phàm thấy thông qua nghiệm chứng, liền báo ra phân lượng mình muốn. Tổng cộng 5 lượng, có cần hỗ trợ đưa tới cửa hay không, trong vòng trăm dặm đưa tới cửa thêm 200 văn. Đối phương lấy bàn tính ra tính toán bóp bóp một phen, liền đưa ra báo giá vật phẩm, nhân tiện hỏi có muốn đưa hàng tới cửa phục vụ hay không than và sắt đều là vật nặng hơn nữa lâm phàm mua được không ít Khiến chính mình khiên là kháng không trở về phải dùng xe đưa lâm phàm tự nhiên hiểu được điểm này liền lựa chọn đưa tới cửa phục vụ cho đối phương địa chỉ cùng tiền thế chấp hắn cầm lấy hóa đơn đối phương đưa tới liền rời khỏi than thiết ti về phần than sắt mua đối phương sẽ an bài chuyên gia đưa tới cửa than thiết ti là bộ phận bán chính thức độ tín nhiệm vẫn không cần lo lắng. Hơn nữa hắn chỉ cho một chút tiền thế chấp, hàng còn lại đến trả tiền, đối phương chính là quyệt nợ, hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất. Rời khỏi thang thiết tư. Lâm Phàm liền một lần nữa trở lại đường phố Phùng Hoa. Bất quá lần này không phải bán kiếm, mà là mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Đầu tiên là mua một lượng lương thực, tiếp theo lại mua một ít vật phẩm cần thiết trong cuộc sống, muối ăn đường trắng tạo gốc gì đó đến một cửa hàng trang sức lâm phàm suy nghĩ một chút liền đi vào bên trong buôn bán trang sức đều là một ít nữ tính đồ dùng ngọc trăm vòng ngọc cái gì đó đương nhiên cũng không thể thiếu một ít ngạc nhiên cổ quái đồ vật cùng các loại túi thơm lâm phàm chưa từng mua đồ cho nữ sinh đối với mấy thứ này cũng không hiểu lắm chỉ nghĩ vợ mình ngay cả trang sức cũng không có liền mua toàn bộ một lần mỗi loại đều là ba phần cái này không rẻ đâu toàn bộ mua một lần xuống dưới, mười lượng bạc thoáng cái liền không có, tìm thư uyển www sinh com so than sắc đắt hơn nhiều. Bất quá lâm phàm ngược lại không cảm thấy có cái gì, cũng liền một phần năm trường kiếm thôi, hắn vài phút là có thể kiếm lại, căn bản không tính là chuyện. Công tử rảnh rỗi thường tới. Nữ trưởng quỹ cửa hàng trang sức cười như hoa nở, nhiệt tình vô cùng mà đem lâm phàm đại khách hàng này đưa ra cửa hàng, trong mắt nhiệt tình như lửa kia, mang theo nồng đậm không nở. Thiên phong huyện thành chỉ là thành nhỏ. Lúc này đây mười lượng tiêu phí, tuyệt đối là khách hàng lớn, khó được coi tiền như rác. Lâm phàm sờ sờ sống mũi, cũng đại khái biết mình bị làm thịt. Bất quá cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ cần nương tử nhà mình vui vẻ là tốt rồi, một chút tiền tài, làm thịt liền làm thịt, dù sao cơ hội như vậy cũng không tính là nhiều. Với một gói trang sức, Lâm phàm lại đi tới cửa hàng vải vóc kế tiếp tự nhiên lại là một trận mua sắm. khi hết thảy bận rộn xong xuôi, lâm phàm không chỉ nhiều hơn một đống lớn đồ vật, sắc trời cũng đã tối. xem ra đêm nay là không trở về được, ngày mai than thiết ti sẽ hỗ trợ giao hàng tới cửa, dứt khoát liền cùng giao hàng cùng nhau trở về. ban đêm trên đường quả thật có chút không yên ổn. lâm phàm liếc nhìn mua đồ vật, lại nhìn nhìn sắc trời, liền tính toán ở trong thành qua một đêm. đêm cổ xưa nhưng không giống với hiện đại. Bên ngoài không chỉ có các loại kẻ bắt cóc, còn có các loại giả thú hung ác. Ví dụ như đại trùng quần lan gì gì đó. Nếu gặp phải, tránh không được một hồi đại chiến huyết nhục bay tứ tung. Lâm Phàm mặc dù có năng lực bên người, có thể tối đèn tắt lửa cũng không muốn chạy đi, đừng tối đen như mực đi tới trong núi lạc đường, đi tới chỗ nào cũng không biết. Trong lòng đã có quyết định. Lâm Phàm liền tìm nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm khách sạn ở lại, dự định ngày mai cùng thang thiết tiên người cùng nhau trở về. 9. Đại nhân vật Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Thần binh cát Ngay tại Lâm Phàm tìm nhà khách sạn, chuẩn bị đối phó một đêm thời điểm, đột nhiên tới một vị đại nhân vật. Đại nhân vật này đã đến. Không chỉ phụ trách tiếp đại Lâm Phàm nhị trưởng quỷ, tất cung tất kính chờ đợi phân phó, mà ngay cả bình thường rất ít lộ diện đại trưởng quỷ cũng xuất hiện cung kính đợi lệnh thanh kiếm này vừa mới nhận được đại nhân vật này là một lão giả tóc bạc thoạt nhìn tuổi tác đã không nhỏ nhưng sắc mặt lại vô cùng hồng hào trung khí mười phần thanh âm nói chuyện cũng vô cùng vang dội trên tay hắn cầm một thanh trường kiếm cẩn thận ngẩng đầu hỏi hai trưởng quầy nhị trưởng quỷ nghe vậy không lưng trả lời đúng vậy đại trưởng lão thanh trường kiếm này đúng là vang trưa, đệ tử từ trên tay một người trẻ tuổi thu được, tổng cộng tốn 50 lượng. 50 lượng cũng đáng giá, ngươi còn nhớ rõ bộ dáng của người trẻ tuổi kia không? Đại nhân vật nghe vậy gật gật đầu, sau đó tiếp tục mở miệng hỏi. Nhớ kỹ nhớ kỹ. Nhị trưởng quỷ liên tục gật đầu nói. Vậy trở về tìm hòa sĩ, đem bức họa đại khái của hắn phát họa ra cho bổn trưởng lão. Đại nhân vật mặt không chút thay đổi phân phó. "Tuân lệnh." Nhị trưởng quỷ vội vàng đáp ứng. "Từ, đi xuống đi." Đại nhân vật phất tay đuổi nhị trưởng quỷ đi. Chờ nhị trưởng quỷ thối lui, vừa rồi không có lên tiếng đại trưởng quỷ mang theo nghi hoặc hỏi. "Đại trưởng lão, thanh kiếm này chẳng lẽ có cái gì bí ẩn sao?" "Ha ha, cũng không có bí ẩn gì, chỉ là thủ pháp rèn rất thú vị, là phương pháp rèn bách đã sớm thất truyền trong giang hồ." bổn trưởng lão tò mò là người phương nào một lần nữa nắm giữ đại nhân vật cười giải thích nghi hoặc t đúng là bách đoán chi pháp đại trưởng quỷ nghe vậy hít sâu một hơi không có bình tĩnh như đại nhân vật bách đoán chi pháp người khác có thể cảm thấy xa lạ nhưng thần binh các bọn họ chuyên môn buôn bán binh khí đối với các loại phương pháp rèn binh khí tự nhiên sẽ không xa lạ nếu không cũng không cách nào làm ăn lớn như vậy trong bộ phận của họ liền bồi dưỡng có rất nhiều thợ rèn bất quá bọn họ bồi dưỡng thợ rèn không có một người nào nắm giữ trăm phương pháp rèn nghe đồn loại phương pháp rèn này có thể hóa một nát thành thần kỳ coi như là sắc vụn bình thường trải qua loại kỹ xảo này rèn cũng có thể chế tạo ra thần binh sắc bén không biết có phải như thế hay không đại trưởng quỷ có chút cảm khái nói điểm ấy tự nhiên đại nhân vật trả lời thanh trường kiếm này chính là như thế vừa rồi bản trưởng lão đã kiểm tra qua chất liệu rèn là sắc vụn bình thường nhất nhưng dưới phương pháp rèn trăm lần cứng rắn rèn thành lợi kiếm tinh phẩm t vậy quá mạnh mẽ đại trưởng quỷ lại hít sâu khí lạnh ừ quả thật rất mạnh đại nhân vật cũng gật đầu tán thành đáng tiếc thanh kiếm này nhìn là đồ cổ nếu không chỉ cần tìm được người buôn bán là có thể dễ dàng tìm được cái này nắm giữ bách đoán chi pháp đại sư đại trưởng quỷ lắc đầu đáng tiếc nói ai nói đó là đồ cổ đại nhân vật trực tiếp hỏi ngược lại đây chẳng lẽ không phải đại trưởng quỷ chần chờ mở miệng hắn có thể làm đến vị trí đại trưởng quỷ nhãn lực tự nhiên là có nếu không cũng ngồi không lên vị trí này đương nhiên không phải đại nhân vật lộ ra một nụ cười Thanh trường kiếm này tuy rằng bị cố ý làm cũ, thoạt nhìn có một ít năm, mà thủ đoạn phi thường cao minh, nhưng bản trưởng lão xích viêm nội lực, lại có thể rõ ràng cảm giác được, thanh trường kiếm này bên trong, có một cổ hỏa khí tại vần quanh, là một thanh gần đây mới rèn tạo vật phẩm. Vậy, ánh mắt đại trưởng quỷ trong nháy mắt sáng ngời. Không sai. Đại nhân vật cúi đầu nói. Chỉ cần tìm được người buôn bán thanh trường kiếm này, có tỷ lệ cực lớn, có thể tìm được đại sư nắm giữ phương pháp rèn thất truyền vậy tôi lập tức đi đốc thúc xử lý đại trưởng quỷ kích động hẳn lên không vội việc này giao cho tiểu trần xử lý là tốt rồi lần này bổn trưởng lão tới đây có chuyện khác cần ngươi đi làm đại nhân vật ngăn đại trưởng quỷ kích động lại vẻ mặt có chút nghiêm nghị nói đại trưởng quỷ vừa nghe lập tức dừng động tác cung kính xin chỉ thị nói thỉnh đại trưởng lão phân phó chỉ cần đệ tử có thể làm được chuyện tuyệt đối đem hết toàn lực đi thay ngài phân ưu ừ ngồi xuống đi đại nhân vật hài lòng gật gật đầu sau đó thở dài một cái nói lần này bổn trưởng lão tới là bởi vì vài ngày trước đại tiểu thư rời nhà trốn đi mà tin tức cuối cùng đệ tử tình báo điều tra được là đại tiểu thư xuất hiện ở khu vực thiên phong thành cho nên muốn ngươi điều khiển năng lượng trong thành toàn lực tìm đại tiểu thư đại tiểu thư bỏ nhà đi rồi đại trưởng quỷ một lần nữa hít vào khí lạnh cống hiến cho sự ấm lên của thiên nhiên ân ừ, việc này tạm thời thuộc về bảo mật sự kiện để tránh có đối địch thế lực từ bên trong gây trở ngại ngươi điều tra thời điểm chú ý một ít tận khả năng bí mật đi điều tra chuyện này đại nhân vật mở miệng dặn dò vâng đại trưởng lão cứ yên tâm đại trưởng quỷ mạnh mẽ đè xuống nội tâm gận sống gật đầu tiếp nhận trọng trách này bên kia lâm phàm đối với thần binh các phát sinh đại sự kiện cũng không biết hắn tìm điếm tiểu nhị xin một gian phòng khách liền lưng đeo một đống đồ lớn ở lại an bài điếm tiểu nhị đưa một ít đồ ăn đến phòng ăn hắn liền nằm ở trên giường nghỉ ngơi không có nhuyễn ngọc ở bên cạnh để dưỡng ngậm miệng hắn có chút không quen bất quá lại không có chuyện gì làm hắn chỉ có thể ép buộc chính mình ngủ cứ như vậy mơ hồ đến bình minh chờ đến sáng sớm ngày hôm sau Lâm Phàm liền từ trên giường đứng lên. Đem đồ đạc của mình sửa sang lại, hắn liền nhanh chóng trả phòng hướng thang thiết ti đi đến, chuẩn bị cùng xe ngựa đưa hàng tới cửa, cùng nhau về nhà. Thật là trùng hợp. Người chăn ngựa phụ trách giao hàng ngã bệnh, hàng hóa chỉ có thể ngày mai giao lại. Bất đắc dĩ, Lâm Phàm chỉ có thể tự mình trở về trước. Một đêm không về, mấy người vợ của hắn đều đã lo lắng. Nếu lại ở chỗ này qua một đêm, còn không biết lo lắng thành cái dạng gì đây hơn nữa trong nhà cũng không có lương thực hôm nay nếu không trở về ba người vợ cũng chỉ có thể đói bụng để cho vợ đói bụng chuyện như vậy hắn tự nhiên không muốn xác định hàng hóa ngày mai sẽ đưa đến hắn liền cõng một sọc đồ vật một mình trở về nhưng chưa đi được bao xa thì gặp một người quen người quen này không phải ai khác chính là vân nương mấy ngày hôm trước đưa vợ tới cửa cho hắn vân nương đại tỷ tỷ. Đối phương cho hắn đưa ba cái xinh đẹp kiều nương, nếu đụng phải, tự nhiên muốn chào hỏi. Ờ, là ngươi nha, tiểu đệ đệ. Vân nương ngay từ đầu không nhận ra, qua một lúc mới nhận ra. Cái này không trách nạn trí nhớ kém, mà là mấy ngày trước lâm phàm, cùng hiện tại biến hóa quá lớn. Cái khác không nói, chỉ cần cả người tinh thần khí đầu, liền cơ hồ hai bộ dáng nếu không là lâm phàm bộ dạng trắng nõn đẹp trai, mày kiếm tinh mắt, ở sơn tạp lập loại địa phương này hạt giữa bầy gà, làm cho người ta ảnh hưởng khắc sâu, nàng đều muốn nhận không ra. Đúng vậy, bất quá ta không phải tiểu đệ đệ, ta đã là người lớn rồi. Lâm phàm cười nói rõ ràng. Tìm thư uyển www chấm com ừ, đúng là người lớn rồi. Vân Nương nhẹ nhàng điểm lòng ngực Lâm Phàm, ha ha nở nụ cười. Hắc hắc, nhất định phải như vậy lâm phàm cười hắc hắc không giấu vết lui một bước mẹ nó từ nương nửa già ngồi sổng trên mặt đất có thể hút đất có phải hay không lạc lạc vân nương nhất thời nở nụ cười sau đó đánh giá đồ vật sau lưng lâm phàm một phen kinh ngạc nói tiểu đệ đệ xem ra cuộc sống của ngươi càng ngày càng náo nhiệt a à, mua nhiều đồ như vậy lâm phàm trả lời cũng được nhờ vân nương đại tỷ tỷ giúp đỡ Hắn đây thật sự là ăn ngay nói thật. Nhưng Vân Nương lại cho là trêu ghẹo, liền theo vui đùa nói. Đã như vậy, vậy lần sau lại có tiểu nương tử phân phối không ra ngoài, tỷ tỷ liền hướng trong nhà ngươi mang đi. Có thể a. À. Đối với chuyện tốt như vậy, Lâm Phàm tự nhiên không có đạo lý cự tuyệt. Cùng hắn ba cái tiểu nương tử bị ghét bỏ cái loại này nương tử, cho hắn tới xe lửa hắn cũng không hoảng hốt. Có hệ thống ở đây, đây có thể nói là càng nhiều càng tốt khanh khách em đẹp quá vân nương cười càng thêm rực rỡ ngực một trận sóng lớn quay cuồng ánh mắt nhìn về phía lâm phàm bắt đầu không thích hợp lâm phàm tỏ vẻ không chịu nổi sợ đối phương đè đất hút hàn huyên thêm hai câu rồi vội vàng nói lời tạm biệt lần này không gặp lại người quen rất thuận lợi liền thông qua cửa thành rời đi bất quá ở nửa đường thời điểm đột nhiên nghe được phía trước núi rừng truyền đến tiếng hổ gầm nghe được có hổ gầm lâm phàm nhất thời rục trịch hắn lên núi đánh hổ quyền chuyên môn vì đánh hổ mà sáng tạo hiện tại có lão hổ chủ động đưa tới cửa không thử một chút không lãng phí sao 10. lên núi đánh lão hổ bạn đang nghe tại truyện chấm audio làm một đợt đánh hổ anh hùng không biết có phải bị quyền pháp ảnh hưởng hay không Lâm Phàm cả người đều có chút trục trịch. Và một chút nữa. Hổ có thể bán được tiền. Bất kể là da hổ đắt tiền, còn có xương hổ thịt hổ, đều có thể đổi lấy tiền bạc xa xỉ. Hổ toàn thân là bảo bối. Những lời này cũng không phải là nói mà thôi. Quân bất kiến coi như ở hiện đại, lão hổ được bảo vệ, vẫn như cũ có phạm pháp tiểu thương bí quá hóa liều, ngầm giết lão hổ buôn bán, một đầu liền có thể kiếm hơn trăm vạn việc mua bán này ở trong nước không kém phiên dịch bao nhiêu thế giới này tuy rằng không khoa trương như vậy nhưng hổ cũng phi thường đáng giá da hổ có thể bán cho phú hộ dùng để trang trí xa hoa lãng phí xương hổ và thịt hổ có thể bán cho con cháu nhà giàu là thuốc bổ tốt nhất dùng để rèn luyện thân thể và roi hổ hiểu đều hiểu tính toán ra phía trước núi rừng không còn là lão hổ mà là một cái di động ngân nguyên bảo lâm phàm không có bao nhiêu do dự liền hướng gào thét phương hướng đi tới cũng không có liều lĩnh xông lên mà là tính toán xem tình huống một chút nhưng con hổ vẫn chưa thấy ngược lại nhìn thấy một người trẻ tuổi chật vật chạy về phía hắn cũng lớn tiếng kêu cứu cứu mạng cứu mạng a à. tiểu niên lão đảo cả người chật vật không thôi khi nhìn thấy lâm phàm về sau giống như bắt lấy cọng rơm cứu mạng la lớn. Phía trước có đại trùng, phía trước có đại trùng. Nói chuyện gặp gền. Hiển nhiên là bị dọa sợ. Lâm Phàm thấy lão hổ còn định đã thương người, càng có đạo lý không thể không ra tay. Không nói hai lời buông cái sọc trên lưng xuống, Lâm Phàm liền chạy nhanh về phía sau đối phương. Tiểu niên còn không có dập đầu xong, liền nhìn thấy Lâm Phàm dũng mạnh hướng đại trùng mà đi, nhất thời có chút ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời đều quên tiếp tục chạy trốn cuối cùng hắn nghĩ tới cái gì, cũng cắn răng một cái, đồng dạng quay đầu đuổi theo. Trên con đường nhỏ trong núi rừng, đang có một con mảnh hổ đang gào thét, đối với một thân ảnh triển khai đánh giết. Thân ảnh này đồng dạng là một người trẻ tuổi, một thân hiệp khách ăn mặc, bất quá so với vừa rồi chật vật tiểu tuổi trẻ, hắn muốn sắc bén hơn nhiều, đối mặt mảnh hổ vô giết, cầm trong tay một thanh trường kiếm tại đối kháng. Một thanh trường kiếm thon dài bị vũ đến kín không kẻ hở, hàng quan lấp lánh, thoạt nhìn giống như đóng phim. Nếu là hổ bình thường, thật đúng là có thể bị hắn cho bức lui, dù sao giả thú đều không muốn bị thương. Nhưng xui xẻo chính là, hắn gặp phải chính là một con hổ vương. Một con bất kể là cái đầu hay là khí thế, đều vượt xa bình thường mảnh hổ hổ vương. Chỉ thấy hổ vương này gầm thét núi rừng, mỗi một lần đánh dết đều mang theo một cổ gió tanh, lực áp bách đáng sợ kia, làm cho mấy dặm côn trùng trong phạm vi không tiếng động, rung lẩy bẩy. Có thể so với đầu trâu, quả thực chính là xe tăng hình thịt, có thể nghiền ép tất cả địch thủ. Người trẻ tuổi đang đối kháng quả thật có bản lĩnh, cũng không phải gối đầu theo hoa, nhưng đối mặt với loại hổ vương khủng bố này, rất nhanh liền rơi vào thế hạ phong, chỉ có cắn răng kiên trì. Bại vong, đây cơ bản đã là kết cục đã định. Đi theo một lần nữa chạy trở về tiểu thanh niên, thấy một màn như vậy thiếu chút nữa sợ tới ngất đi. Lâm Phàm biết tiểu thanh niên này không giúp được gì, đối phương dám chạy theo trở về, đều là lớn lao dũng khí. Trông cậy là không thể trông cậy vào. Bất quá hắn cũng không có trông cậy qua. Vì thiếu hiệp này ngươi lui về nghỉ ngơi đi, con đại trùng này để ta tới. Lâm Phàm hít sâu một hơi, liền từng bước một hướng hổ vương đi tới. Người trẻ tuổi đang gian nan chống cự nghe vậy, bớt chút thời gian nhìn thoáng qua Lâm Phàm, khi nhìn thấy một bộ dáng thư sinh văn nhược Lâm Phàm, nhất thời lắc đầu nói: "Ngươi đi mau, đây không phải là chuyện ngươi có thể ứng phó." Đúng là tâm địa hiệp nghĩa. Lâm Phàm nghe vậy khẽ gật đầu. Đối phương đều cơ hồ hẳn phải chết, cũng không có nghĩ hại thủy đông dẫn, kéo hắn đến đệm lưng. Bản chất như vậy, quả thật được cho là tâm địa hiệp nghĩa. Bất quá càng là cái dạng này, lâm phàm lại càng là muốn ra tay một cuộc sống còn sống không có biện pháp giúp còn chưa tính nhưng hắn hiện tại có biện pháp giúp a à? hổ vương mà thôi hắn rất muốn thử thể lực sinh long hoạt hổ quyền pháp chuyên môn đánh hổ đối đãi với võ lâm cao thủ hắn có thể sẽ hư nhưng chỉ là một con hổ hắn còn không có hư lâm phàm quyết định xuống không có đi nói nhảm cái gì mà là ở bên cạnh bắt được cơ hội một cái súc lực bay vọt đánh ra lên núi đánh lão hổ quyền mạnh nhất chiêu số đêm nay đánh lão hổ quyền pháp gọi rất cẩu thả nhưng khí thế lại phi phàm dùng ra trong nháy mắt đem hổ vương uy đều cho áp chế xuống hổ vương vốn đã bị hiệp khách trẻ tuổi hấp dẫn lực chú ý hơn nữa lên núi đánh hổ quyền đặc thù áp chế đối mặt lâm phàm mạnh nhất sát chiêu căn bản đến phản ứng đều không có đã bị một quyền đánh bay hổ vương gần ngàn cân dưới tình huống phi bổ, bị người ta một quyền đánh bay. Cái này không thua gì một chiếc xe con, ở dưới tốc độ cao, bị người ta một cước đá bay. Thật mạnh. Hiệp khách trẻ tuổi thấy một màn như vậy, không kìm được mở to hai mắt. Bùng. Hổ Vương đập gãy một thân cây, mới tháo lực rơi xuống đất, khóe miệng có máu tràn ra. Hiển nhiên sát chiêu của Lâm Phàm đã khiến nó bị thương không nhỏ. Bất quá Hổ Vương thân kinh bách chiến, là một đường vết ra đến vương giả, điểm ấy vết thương, tự nhiên không thể làm cho nó thối lui, ngược lại kích phát thuộc về vương giả hung tính. Hống Hổ khiếu đinh tai nhức ốc, cho dù là hiệp khách trẻ tuổi thực lực không tầm thường, cũng nhất thời có chút ngây người. Bất quá lâm phàm cũng không bị ảnh hưởng, ngược lại trong cơ thể huyết dịch đang không ngừng sôi trào. Tại tiếp thu lên núi đánh lão hổ quyền lúc, hắn tại hệ thống mô phỏng không gian bên trong, không biết đã trải qua bao nhiêu lần đánh hổ ký ức, đối mặt hổ khiếu không chỉ không sợ, ngược lại ý chí chiến đấu càng thêm ngẩng cao. Nhiệt xúc, chịu chết. Lâm Phàm trừng trừng hai mắt, thoạt nhìn so với hổ vương còn hung ác hơn, hoàn toàn không có bình thường cái kia văn nhược thư sinh bộ dáng, giống như một cái dũng mãnh đánh hổ anh hùng. Không lấy vũ khí, liền một đôi huyết nhục nắm đấm, hắn liền chủ động hướng hổ vương phát ra công phạt. Lên núi đánh hổ quyền, hoặc nhìn chiêu thức bình thường, nhưng mỗi một lần đều có thể nhằm vào hổ vương đánh dết làm ra phản chế, hoàn toàn đè ép hổ vương đánh, không quan tâm hổ vương rống giận liên tục như thế nào, đều không có tác dụng. Đây là phản phát quy chân. Hiệp khách trẻ tuổi ánh mắt ngưng tụ, hoàn toàn không chen tay vào được, trở thành quần chúng ăn dưa. Tiểu Công tử, ngài không sao chứ? Tiểu thanh niên vừa rồi sợ hãi, vội vã chạy lên phía trước. Anh không sao, không phải anh bảo em mau rời đi sao? Sao lại chạy về? Hiệp khách trẻ tuổi có chút trách cứ nói. Còn có hào kiệt này, là tình huống gì? Người ta không phải lo lắng cho ngươi sao? Tiểu niên lẩm bẩm một câu, sau đó nhảy nhót hồi đáp. Vị công tử này, là ta vừa rồi ở trên đường đụng phải, hắn nghe được ta nói có đại trùng không chỉ không chạy, tìm thư uyển còn không nói hai lời chạy tới hỗ trợ. Tiểu niên liếu riếu, để hiệp khách trẻ tuổi hỏi rõ ràng tình huống. Đối mặt với hung mảnh đại trùng không chút do dự trợ giúp, đây thật sự là hào kiệt hiệp nghĩa. Hiệp khách trẻ tuổi chân thành khen ngợi, ánh mắt nhìn về phía lâm phàm tràn đầy thưởng thức. Ư ừ, ư. Ừ. Tiểu niên niên gật đầu tán thành. Con đại trùng này sắp thua rồi. Đột nhiên hiệp khách trẻ tuổi mở miệng nói, hai người đồng loạt nhìn về phía chiến trường. Thực tế là vậy. Tại lâm phàm đánh hổ quyền chào hỏi hạ, cho dù là hổ vương cũng gánh không được, trên người nhiều chỗ gãy xương, máu không ngừng từ khóe miệng tràn ra, hiển nhiên bị rất nặng nội thương. Đông Lâm Phàm lại một quyền thật mạnh, đánh vào mi tâm hổ vương. Quái vật khổng lồ nặng tới ngàn cân, cứ như vậy bị một đôi thiết quyền mạnh mẽ nằm úp sấp. Võ Tông đánh hổ Vẫn cần gậy gộc giúp đỡ. Nhưng Lâm Phàm đánh hổ vương, lại cái gì cũng không cần, liền một đôi nắm đấm đủ để quyền lực thật mạnh. Hiệp khách trẻ tuổi lại khen ngợi. Lâm Phàm cứng rắn nằm úp sắp hổ vương, cũng có chút thở hổn hỉnh, bất quá hít sâu mấy hơi, liền chậm lại, khí lực sinh long hoạt hổ, để cho hắn kéo dài thần kỳ. Bất quá ngay tại hắn chuẩn bị thu thập hổ thi hảo bán lấy tiền lúc, vừa rồi một bộ treo tường hổ vương, đột nhiên sống lại, heo rừng thức nhảy dựng tại chỗ, mấy cái bay vọc liền lẻn vào rậm rạp trong núi rừng. Tiền bạc vào miệng, cứ như vậy chạy như chớp. Động tác của Lâm Phàm dừng lại giữa không trung, cả người lập tức không tốt.